Ngày đầu tiên cô dâu trở về nhà mẹ đẻ, ai ngờ món quà trở về lại là một viên gạch. Sau khi cân nhắc trọng lượng của viên gạch trong tay, cô gái lập tức dùng viên gạch đập vào biển hiệu nhà mình. Chứng kiến cảnh này, ông bố vô cùng đau lòng. Nhưng cô gái lại không màng đến điều đó, cô hùng hồn bước vào nhà cũ. Sau đó lập tức muốn đuổi ông bố ra khỏi nhà. Và lý do cô gái làm như vậy là do ông ta tự làm tự chịu. Tài sản mà ông ngoại để lại cho tôi, các người đã chiếm đoạt suốt bao nhiêu năm, bây giờ tôi đã trở về. Tài sản của tôi cũng nên trả lại cho tôi rồi có phải không? Thì ra vào một ngày cách đây 10 năm, cô gái và mẹ vô tình phát hiện ra bí mật xấu hổ của bố. Không đến một tháng sau đó, tin tức về việc mẹ cô tự tử được lan truyền. Sau đó, mẹ kế liền dẫn theo chị gái vào nhà cô, còn cô gái thì bị bố lừa lên núi vứt ở đó. May thay cô gái phúc lớn, không chỉ không chết, mà còn được 7 người thầy thần thông quảng đại nuôi lớn. Hôm đó cô gái đang ngủ gục trong sân, không ngờ giây tiếp theo, 7 vị sư phụ đến trước mặt cô, thấy cô gái ngủ như chết. Đại sư phụ ngay lập tức dùng cách đánh thức độc lạ. Thoải mái chưa? Sau khi bay suốt một tuần, cuối cùng cô gái cũng hạ cánh an toàn. Lúc này, 7 vị sư phụ mới nói ra nguyên nhân của việc này. Thì ra chính vào hôm nay, chị gái cùng cha khác mẹ của cô gái sẽ thay cô ấy kết hôn với vị hôn phu của cô. Sau khi chuẩn bị tiền và hành lý cho cô gái, 7 vị sư phụ đuổi cô ấy xuống núi. Và lúc này trong một khách sạn ở dưới núi, chị gái của cô đang tổ chức đám cưới với vị hôn phu tổng tài. Ngay khi đám cưới diễn ra được một nửa, cô gái đã kịp quay trở lại, dừng lại. Cô đang làm gì vậy? Các người, hoan nghênh mọi người đến dự đám cưới của tôi chính là đại tiểu thư Tương gia, Tương Nhược Yên. Nhưng lúc này mọi người vô cùng nghi ngờ danh tính thật sự của cô gái, vì dù sao đại tiểu thư Tương gia đã mất tích lâu như vậy, thân phận của cô gái khiến mọi người khó chấp nhận. Nhưng lúc này cô gái lại lôi giấy chứng sinh của mình ra. Không chỉ vậy, cô còn lấy ra tín vật của gia chủ các đời Tương gia. Khi chứng kiến cảnh đó, mọi người mới tin vào thân phận của cô gái. Lúc này, người cha độc ác cướp con dấu đi. Sau khi xác nhận con dấu là thật, ông ta bắt đầu diễn kịch. Con thật sự là Yên Nhi của bố. Những năm qua, con đã đi đâu vậy? Bố nhớ con lắm, nhớ đến nỗi trái tim tan nát. Tôi ấy à, 17 năm trước, bị một kẻ ăn xin nhặt về núi nuôi. Sống trong cảnh nghèo khó đau khổ. Có điều, bây giờ tôi đã trở lại. Tất cả những gì thuộc về tôi sẽ lấy lại hết. Con có ý gì? Nghĩa trên mặt chữ đó, chứng kiến giấc mơ trở thành phu nhân tổng tài sắp tan vỡ. Chị gái mưu mô nhanh chóng tiến lên, cầu cứu cha của tổng giám đốc. Nhưng ai ngờ, cha của tổng giám đốc sau khi nhìn thấy giấy tờ tùy thân của cô gái, lại ngay lập tức ủng hộ cô gái. Ông ngoại và mẹ của con trên trời có linh, nếu họ thấy con kết hôn với Cảnh Vọng, chắc chắn sẽ rất vui. Bác Chiến, người kết hôn với anh Cảnh Vọng là cháu, làm sao bác có thể nói thay là thay được? Tử cung à? Chiến gia tôi, nói là làm. Trước đó, luôn nghĩ Nhược Yên con bé. Bây giờ con bé trở về rồi, cháu ấy à, sau này tìm người tốt hơn đi. Thấy không còn khả năng liên hôn với Chiến gia, cô gái mưu mô liền bị người ta dẫn ra khỏi lễ cưới. Đêm đó, trong phòng ngủ, tổng giám đốc cũng đã nói ra lời trong lòng mình. Anh ấy nói rằng, mình kết hôn với cô gái chỉ vì thỏa thuận của hai gia đình. Anh ấy có thể đáp ứng nhu cầu vật chất của cô, nhưng những thứ khác hoàn toàn không thể. Nói xong, anh ném cho cô một tấm thẻ ngân hàng 10 tỷ. Nhưng tổng giám đốc không biết, 10 tỷ của anh ấy không bằng một chút tiền mà thầy của cô gái đã cho. Tiền tiêu vặt sư phụ cho tôi, nhiều không đếm xuể. Việc gì tôi phải quan tâm chút tiền lẻ này của anh, nếu không phải vì muốn làm khó Hứa Tử Cung, bà đây còn lâu mới kết hôn với anh. Yên tâm, tôi gả cho anh chỉ để thực hiện hôn ước. Từ bây giờ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tôi cũng không cần tiền của anh, tôi sang phòng bên ngủ. Khi cô gái chuẩn bị đi ngủ, thì lại nhận được một cuộc gọi từ bạn thân. Bạn thân nói với cô, chồng mới cưới của cô đang đi bar uống rượu. Nhưng đối mặt với chuyện này, cô gái hoàn toàn không quan tâm. Cô còn nói rằng họ đã hứa nước sông không phạm nước giếng. Nhưng câu tiếp theo của bạn thân lập tức khiến cô không thể bình tĩnh. Chỉ là, Hứa Tử Cung cũng ở đó. Cái gì? Gửi vị trí cho mình. Chưa đầy 10 phút, cô gái đã trang điểm lộng lẫy, sau đó đi theo bạn thân đến cửa phòng bao. Nhưng còn chưa kịp bước vào, đã nghe thấy có người trong phòng nói xấu mình. Tương Nhược Yên con nhãi miền núi đó, làm sao có thể xứng với tứ thiếu của chúng ta được. Tôi cảm thấy tiếc thay cho anh đấy. Đúng vậy, cả cái hoa đô này, chỉ có tiểu thư Hứa gia mới xứng đôi với tứ thiếu của chúng ta. Đúng vào lúc này, một người đàn ông trong phòng đang cố gắng giải thích với tổng giám đốc. Không biết cô gái mưu mô cũng có mặt, nếu không, dù có thế nào, cũng sẽ không đưa tổng giám đốc đến đây. Nhưng chưa kịp nói xong, cô gái mưu mô liền dính sát vào. Cho em một cơ hội nữa được không? Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Cút ra. Anh Cảnh Vọng. Tứ thiếu, vợ yêu của anh đến rồi. Người mà cứ tưởng đâu là chó chứ. Nói xấu sau lưng người khác, không sợ miệng bị xé rách à? Không ngờ Chiến tứ thiếu phu nhân trông cũng khá đẹp đấy chứ.
Đồ nhà quê, cướp anh cảnh vọng của tôi, bây giờ lại tìm đến đây. Gây sự đi, tốt nhất là gây sự cho to lên. Làm mất mặt chiến gia, ngày mai cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Tôi còn tưởng là ai? Đây không phải là cô dâu mới cưới của Chiến Tứ Thiếu và Kiều Tiểu Thư sao? Cô dâu này tuổi không lớn, mà tai mắt cũng nhiều quá nhỉ. Sợ Chiến Tứ Thiếu của chúng ta đêm tân hôn không về, nên trực tiếp tìm đến đây này. Dân quê vẫn là dân quê, so với tử cung của chúng tôi, tầm nhìn quá hạn hẹp. Nếu như Chiến Tứ Thiếu phu nhân đã đến rồi, tại sao không cùng nhau chơi nhỉ? Tôi từ quê lên, chưa từng được mở mang tầm mắt, không biết các vị công tử thiếu gia đây muốn chơi cái gì vậy? Nghe cách nói của cô cũng khá kiêu ngạo đấy. Có dám cược với tôi một ván không? Được chứ, cược cái gì? Ném xúc sắc, điểm lớn thì thắng, thua thì phải nhảy trần. Nhược Yên, em yêu, ngoan ngoãn ngồi đó đi. Anh cảnh vọng, Tương Nhược Yên không biết điều thật đấy, dám đi cược nhảy trần với người khác, đúng là quá đáng. Nếu còn không im lặng thì cút ra khỏi đây. Nhược Yên, tôi xem lát nữa cô định làm thế nào. Tốc chiến tốc thắng, anh trước đi. Nếu như Chiến Thiếu phu nhân đã mong được nhảy như vậy, vậy thì tôi không khách khí đâu nhé. Ha ha ha, Đỗ Thiếu quá giỏi, Đỗ Thiếu chắc chắn thắng. Đỗ Thiếu ngầu đấy. Thật không thể tin được là 666, đúng là may thật đấy. Một lần may mắn không có gì đặc biệt, còn lần thứ hai. Đừng lo, hôm nay tôi sẽ cho các anh xem miễn phí buổi thoát y này. Con nhà quê, tôi sẽ xem hôm nay cô còn may mắn thế không. 3 số 6. Xin lỗi nhé, để Đỗ Thiếu thất vọng. Bắt đầu phần trình diễn của anh đi. Cái này, làm sao mà có thể? Cô đang gian lận. Quy tắc, dụng cụ, tất cả đều của các anh. Tôi có thể gian lận không? Chắc chắn Đỗ Thiếu hiểu rõ hơn tôi. Tại sao có thể mở liên tiếp 3 số 6 mà? Cởi áo để tôi kiểm tra. Sao thế? Đỗ Thiếu không đùa được đâu. Chưa có con nào mà tôi không chơi được. Chỉ là con nhà quê như cô. Dám ăn gian đấy. Nếu tôi thừa nhận thua, đó là sự nhục nhã nhất đấy. Ngoan ngoãn cởi cho tôi, để tôi kiểm tra. Anh không thừa nhận thua, bà đây sẽ đánh cho anh đầu hàng. Mẹ con danh này, dám đánh tôi à? Làm sao dám đánh tôi? Đúng là có chút bản lĩnh. Khương Nhược Yên, cô, con phèn chúa này. Phèn chúa à? Các người chơi đủ chưa? Người giàu có thì có quyền tùy tiện xúc phạm người à? Tôi hỏi anh cuối cùng một lần, cởi hay không cởi? Không cởi thì không cởi, cút đi. Thứ không biết xấu hổ. Ngày mai cha tôi sẽ cho người giết chết cô. Giết tôi à? A. À, Khương Nhược Yên, cô, nói thêm một lần nữa, tôi sẽ cắt đứt lời anh. Cô muốn làm gì? Bớ người ta. Cứu mạng, Tứ Thiếu, a à, mẹ ơi. Đừng nhìn, bẩn mắt. Tránh xa tôi ra. Anh tên Đỗ Bân, đúng không? Đúng. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Cậu để vợ tôi thoát y trước mặt mọi người, cũng giống như vẽ lên mặt tôi vậy. Tứ Thiếu, tôi nào dám. Như người có địa vị cao quý như anh, đi cưới con nhà quê này làm gì? Tôi chỉ tiếc thay anh nên mới muốn trừng phạt cô ấy. Tứ Thiếu tha lỗi đi. Con chó của tôi chưa đến lượt anh động vào. Vâng vâng, Tứ Thiếu. Xin ông tha lỗi cho tôi, anh đại nhân đại đức. Đùa đủ chưa?
Nếu đủ rồi thì về nhà đi. Anh nói ai là chó của anh? Trời ơi, mắt mình hoa rồi à? Từ Thiếu bị vợ Tần kia. Anh Cảnh Thâm nổi tiếng tính cách tàn bạo, Khương Nhược Yên dám đánh anh ấy, lần này chắc chắn sẽ toi đời. Tôi nói lại một lần nữa, về nhà. Không về. Này, anh đang làm gì vậy? Này này, anh đang làm gì vậy? Lịch Cảnh Thâm, đừng di chuyển. Tôi không bao giờ đánh phụ nữ, đừng bắt tôi phải khai giới. Anh Cảnh Thâm, chuyện riêng tư của họ, cô đừng xen vào nữa. Nhưng mà, em sợ Tiểu Yên Yên thiệt thòi. Ai thiệt còn chưa chắc đâu. Ôi, Khương Nhược Yên, ngoan ngoãn ở nhà, đừng có chạy lung tung làm mất mặt Lịch gia. Đêm tân hôn ra ngoài gặp người yêu cũ, anh đã làm tôi mất mặt. Thả ra. Ghen à, cút mẹ anh đi. Chỉ cần không phải là Hứa Tử Cung, anh muốn tìm ai thì người đó. Anh muốn làm gì? Mồm miệng lanh lợi, phải để cô biết mùi chứ. Tôi, cô, để anh được nếm mùi nhé. Tứ Thiếu, nghe nói vợ nhỏ của anh cũng khá ngầu, kể đi nào, tối qua làm mấy lần vậy? Đáng chết, dám chơi xấu tôi. Dì Trương, Thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân sáng sớm đã ra ngoài rồi. Thiếu gia, đừng trách dì Trương nhiều lời. Đêm tân hôn này làm sao anh có thể để cô ấy một mình trải qua chứ? Tứ Thiếu, có gì mau nói. Tôi thấy anh mệt quá. Đối diện công ty chúng ta vừa mới mở khu tẩm quất, anh đi xem thử đi. Ôi, vừa tôi cũng qua rồi. Nhìn tấm biển này chắc chắn là bậc thầy đã xuất hiện. Sao anh ta đến đây? Giờ đóng cửa cũng không kịp rồi. Làm sao đây? Không ngờ ông Lục sư phụ lại chơi trò này. Đúng lúc. Tôi vãi cả nồi. Sao bảo thần y đều như trích tiên? Tóc bạc phơi phới à? Đây là cái gì? Massage cho người mù à? Không mù. Ngồi xuống nếu muốn khám bệnh. Không muốn xem thì ra ngoài. Bà cụ này cũng biết giả vờ đấy. Tôi muốn thử xem. Cô có phải là kẻ lừa đảo không? Tay này. Quen quen. Mắt có gì? Nhân trung lõm. Mắc phải bệnh. Vô sinh. Cô có ý gì? Ý là... anh sắp tuyệt tử tuyệt tôn. Bớt phét đi. Cậu cẩn thận tôi phá luôn cái chỗ này đấy. Nếu không tin, cậu hãy đi bệnh viện xem. Đến lúc đó rồi quay lại phá hủy cửa hàng của tôi vẫn vừa. Cô, cứ đợi đấy. Cô nói dối thì tôi cho cô mù thật luôn. Tứ Thiếu, đi thôi. Bà cụ này chính là một kẻ lừa đảo. Để tôi xem. Anh ta nhận ra mình rồi à? Anh chàng, anh muốn xem cái gì vậy? Cổ. Có vấn đề với cột sống cổ, nhưng không lớn, tôi có vài miếng cao thuốc ở đây, mang về và dán vào đi. Cảm ơn, may quá, không bị nhận ra, mang theo thuốc và đi nhanh đi. Diễn dở thế. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Chào, trùng hợp thế. Đây là hiệu thuốc do tôi mở. Chị dâu à, đừng đùa chứ. À, tôi hiểu rồi. Chị làm vậy để giám sát anh ấy đúng không?
còn nói tôi vô sinh. Sao chị không nói chồng mình vô sinh ấy? Anh nhìn đi, cưới được cô vợ kỳ lạ như thế, cút. Hai người này, ai nấy cũng hung dữ, không dám trêu vào. 36 kế. Chạy nhanh, vậy tôi sẽ không làm phiền hai người chơi nữa. Tạm biệt. À không phải, anh cần đến bệnh viện khám đấy. Muộn là nguy hiểm, tối qua mình để anh ta chịu thiệt như vậy. Anh ta chắc chắn tức giận, bây giờ không thể đắc tội anh ta. Để tránh phá hỏng kế hoạch của tôi, tạm thời hãy kiềm chế, Khương Nhược Yên. Cô đúng là có bản lĩnh. Đêm tân hôn. Muốn hại chồng. Anh Cảnh Thâm. Hiểu lầm thôi. Nói chuyện tử tế nhé. Ngoan thế, lại muốn chơi trò gì nữa, nói hẳn hoi xem. Tôi muốn nghe. Cô lại bịa ra cái gì? Cái đó. Tối qua tôi nghĩ rằng anh là muốn. Cho nên tôi mới vội vàng. Đâm vào anh, vậy sao em hôn tôi? Điều này phải giải thích thế nào? Chiến Cảnh Vọng, anh nói rõ lý lẽ được không? Mặc dù chúng ta là trên giấy tờ là vợ chồng, nhưng tôi cũng có danh phận, hàm tước tứ thiếu phu nhân. Người khác ở đó mắng tôi, anh ngồi nhìn không quan tâm, anh còn nói tôi là con chó, anh nói xem, anh có đáng đánh không? Cái miệng lanh lợi, cãi chảy cái cối. Nếu cô đã thừa nhận mình là chiến tứ thiếu phu nhân, hãy ít ra ngoài để tôi không bị xấu hổ. Mau đóng cửa hiệu thuốc này cho tôi. Tôi mở hiệu thuốc. Không ăn cắp không cướp, anh dựa vào đâu mà nói tôi xấu hổ? Chẳng lẽ là Mộ Tu Diệp? Nói đúng. Cô mở hiệu thuốc ở đây để giám sát tôi. Tôi mở hiệu thuốc chỉ đơn thuần để kiếm sống. Vậy được, bây giờ đóng cửa. Sau này tất cả chi phí sinh hoạt của cô sẽ do tôi chi trả. Nếu để người khác biết chiến tứ thiếu phu nhân của tôi là một kẻ lừa đảo trong giang hồ, thể diện của chiến gia chúng tôi còn giữ được không? Mình đường đường là bác sĩ tài ba nhất Hoa Đô, bao nhiêu người đã trả giá cao để mời mình ra khỏi núi, mình đều không để ý. Chiến Cảnh Vọng, con chó này, lại còn nói mình là kẻ lừa đảo, đồ chó mắt mù. Chiến Cảnh Vọng, anh đừng quên những lời trước đây chúng ta đã nói, không can thiệp chuyện của nhau, anh không có quyền quản tôi. Bây giờ người anh ra ngoài. Này Chiến Cảnh Vọng, anh làm gì vậy? Chuyện tối qua vẫn chưa giải thích rõ. Cô nói tôi phát điên cái gì? Tối qua là anh đã làm phiền tôi trước. Đầu tiên là tát vào mặt tôi, sau đó dùng kim châm vào tôi. Xin lỗi tôi đi. Mơ đi. Trông dáng vẻ này cũng khá dễ thương. Trận Cảnh Vọng, anh trẻ trâu thế hả? Nói rằng cô sai rồi. Người có thể giết, không thể xúc phạm. Tôi không sai. Khốn kiếp. Buông ra. Xin chào. Xin lỗi, làm phiền rồi. Quay lại. Anh là... Xin hỏi, có thể khám bệnh được không? Được, vào đi. Alo. Được, tôi sẽ quay lại ngay. Làm việc chăm chỉ, tan làm, đón cô về nhà cũ. Làm việc chăm chỉ. Nói như vậy, anh ấy đã đồng ý cho mình mở phòng khám. Đàn ông, quả nhiên còn đổi thay hơn phụ nữ. Lão đại, vừa rồi em diễn không tệ chứ? Tạm chấp nhận. Lão đại, hai người vừa chơi khá vui nhỉ? Nam thần số 1 của Hoa Đô đều bị chị nắm giữ. Lão đại không hổ danh là lão đại, giỏi quá, muốn ăn đòn à? Vậy việc mà tôi bảo cậu làm thế nào rồi? Đã cài được vào máy tính của Hứa Trấn Hành. Mọi hành động của Hứa Thị đều không thoát khỏi mắt của chúng ta. Nhưng lão đại à, dựa vào sức mạnh của chị, mua lại Hứa gia dễ như trở bàn tay. Cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Đáng ghét. Nhược Nhan, mẹ con đã nhảy xuống biển rồi. Sau này dì Tào chính là mẹ của con. Như vậy quá rẻ cho ông ta. Tôi sẽ khiến Hứa Trấn Hành dần dần rơi vào vực thẳm, mất đi tất cả những gì ông ta coi trọng nhất. Chơi như vậy mới vui được. Ôi, Nhược Nhan về rồi, mau ngồi đi. Vâng. Cô dâu mới đều đến vào buổi sáng để phục vụ trà cho bố mẹ chồng, tối như này mới đến. Tới từ vùng nông thôn, quả nhiên không biết phép tắc.
Diễm Hà, cô nói linh tinh gì thế? Nhược Nhan, đây là cô thứ hai của con mụ già sáng nắng chiều mưa. Mẹ, xin lỗi, là con đến muộn, tối qua quá mệt. Cảnh Vọng à, mặc dù con trai trẻ cường tráng, nhưng làm gì cũng phải biết điều độ, phải biết chăm sóc cho vợ mình. Mẹ đang nghĩ gì vậy? Cô ấy quá mệt vì đánh nhau. Vâng, con hiểu rồi mẹ. Được, coi như anh hiểu chuyện. Ba, mời uống trà. Con dâu này, mặc dù lưu lạc bên ngoài nhiều năm, nhưng học lễ nghĩa rất tốt. Không tệ, thật sự không tệ. Cảm ơn ba. Mẹ, mời uống trà, ơi. Nào, cầm lấy. Cảm ơn mẹ. Chị dâu, đối với con nhà quê này, thật sự rất hào phóng. Những món trang sức này, giá trị trên thị trường, cũng phải hàng chục tỷ đấy. Ôi, Khương Nhược Nhan, chúc mừng cô, con gà quê biến thành phượng hoàng rồi, món đồ quý giá như vậy. Chắc chắn cả đời chưa từng thấy. Ừ, chưa từng thấy. Cảm ơn sự hào phóng của ba mẹ, da mặt cô dày thật đấy. Cái này vốn là của Tử Huỳnh, nhưng lại bị cô cướp mất, con gà quê. Tuyết Thanh, im miệng lại, không được nói lung tung. Ba, không sao đâu. Cô nói những lời này, rốt cuộc là cô không có não, hay là Hứa Tử Quỳnh đã rửa não cho cô rồi? Một con gà quê như cô, dám nói tôi không có não, đừng nói cô là đại tiểu thư của Khương gia. Tôi nói cho cô biết, Khương gia đã sụp đổ từ lâu rồi, bây giờ, Hứa gia mới là quý tộc mới của Hoa Đô, loại người hèn mọn như cô, vĩnh viễn không thể sánh kịp với Tử Quỳnh. Con nhà quê này, mày dám đánh tao à? Tao sẽ lấy mạng mày. À, ôi chúa ơi, tình yêu của tôi. Có đau không? Mẹ, con nhà quê như nó, vậy mà dám đánh con, mẹ phải trừng phạt nó. Khương Nhược Nhan, mày chỉ mới ngày đầu tiên bước vào cửa, đã đánh đập em họ, thật là hống hách man dợ. Không một chút giáo dục nào. 3 tuổi tôi đã rời nhà, đến vùng hoang dã, cho dù không có giáo dục cũng là điều bình thường. Nhưng Chiến Tuyết tình cô ta thì sao? Chỉ trích em dâu là gà đồi. Từng lời một là hèn hạ. Đây chính là cách các người dạy dỗ cô ta à? Chị lớn, dù sao em cũng là trưởng bối. Khương Nhược Nhan, một cô dâu mới bước vào cửa, không tôn trọng em thì thôi, còn đánh người nữa. Sao có thể bắt nạt người như vậy chứ? Đúng vậy, nhìn cái mặt này, đã bị đánh sưng rồi, thật đáng thương. Nhược Nhan à, việc này là con không đúng, đều là người nhà mà. Lần sau nhé, đánh nhẹ thôi. Mẹ, con biết rồi, chị lớn. Bồi thường cho 200, đi mua thuốc, thoa vào đi. Em gái à, sau này á, nói chuyện cẩn thận chút đi. Nếu không thì cái mặt 200 của em, mỗi ngày chỉ 800 lần đấy, cũng có thể đánh cho em đầu thai luôn. Anh Tư, anh cứ như vậy nhìn cô ta, đánh em gái anh à, chúng ta đều họ Chiến. Cô ta đánh em như vậy, không phải là vả vào mặt anh sao, anh cũng chịu được à, anh Tư, đợi đấy. Trong lòng anh Tư tôi từ trước đã tức giận về hôn sự này, chắc chắn sẽ trừng phạt cô vì tôi, không thể chịu được cũng phải chịu. Tôi, cô ấy còn không vừa mắt, cô tính là cái gì chứ? Biết điều, sau này tránh xa cô ấy một chút. Anh Tư, Khương Nhược Nhan, trà cũng đã uống hết rồi, cãi nhau cũng đã xong rồi, về nhà. Ba, mẹ, lần sau lại đến nhé. Dì Trương. Dì Trương. Á, sao lại là anh? Anh, cậu đang nhìn cái gì vậy? Ra đi, cút. Nhìn nữa tôi đâm mù mắt anh đấy.
Cô là vợ tôi được đường đường chính chính gả về, tôi nhìn cô, không phải là đúng lý sao? Cút! Muốn cút? Nếu phu nhân đặc biệt yêu cầu, còn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, gọi tôi đến, vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa, anh. Anh muốn làm gì? Này, đáp ứng yêu cầu của cô, cút! Không phải, tôi, trời ơi! Chiến Cảnh Vọng, anh dám, động vào bà đây, suýt quên, mình không thể đánh bại hắn ta. Vậy mà mình lại có phản ứng cơ thể nha đầu này, vậy thì trước đó mình, không phải cơ thể có vấn đề, chỉ là kiêng cử. Ngoan, nghe lời, chỉ có người ngốc mới nghe lời. Khương Nhược Nhan, cô lại, đến đi, không phải anh muốn biến sao, biến đi. Ha ha. Tứ thiếu, sao anh không đi làm? Hôm nay không phải ngày cô về nhà sao? Đúng vậy. Anh muốn đi cùng tôi à? Hôm qua cô ở nhà cũ, làm cho bố mẹ tôi vui mừng, tôi không được đáp lễ sao? Nhưng anh chỉ được đi theo. Dù tôi làm gì, anh cũng không được phép xen vào. Cô định cho Hứa ra một đòn phủ đầu à? Anh ta thật sự biết mình đang nghĩ gì. Chuyện gì vậy? Yên Nhi, làm gì vậy? Tôi còn đang muốn hỏi ông đấy, bảng hiệu của Khương Công Quán đâu rồi? Khương Nhược Yên, đầu óc cô có vấn đề à? Khương gia đã suy tàn bao nhiêu năm rồi, đây là Hứa gia. Cô là cái thá gì mà ở đây la hét? Tôi đang nói chuyện với Hứa Trấn Thành, chưa đến lượt cô xen vào, tránh ra, con quê mùa. Ở trước cửa nhà tao còn dám kiêu ngạo như vậy à? Bảo vệ, đến đây kéo cô ta xuống. Lại sắp có người phải gọi cứu thương rồi. Ba, con nha đầu này, có chút khả năng trên người đã kiêu ngạo. Dám ở nhà chúng ta tự cao tự đại, ba chắc chắn không được mềm lòng, phải trừng phạt cô ta thật nặng, chẳng trách con danh con này lại dám trở về và thách thức ta. Hóa ra đã học được chút võ mèo. Đúng là không tự lượng sức mình, ta xem nó có thể làm gì. Yên Nhi, Quỳnh Nhi cuối cùng vẫn là chị của con đã cướp chồng của chị, hãy nhanh chóng xin lỗi chị đi. Chị cái dám ý. Còn nữa, ai dám khẳng định tôi đã cướp chồng của cô ta, người đã hứa hôn với Chiến Cảnh Vọng. Chính là tôi, Khương Nhược Yên, muốn tôi xin lỗi một con gái của Tiểu Tam à? Còn lâu, nếu nào ông bị hỏng thì đi bệnh viện chữa đi. Khương Nhược Yên, nói chuyện thế nào vậy? Ông không có tư cách quản. Một con rể đi từ cửa sau vào, chiếm đoạt tài sản của bố vợ, ông thật sự nghĩ mình thuộc tầng lớp thượng lưu là? Buồn cười, im mồm, mày nói chuyện với cha ruột như thế à? Nghịch tử, ngôi nhà này không chào đón mày, đi ra ngoài. Mày. Người nên đi ra chính là các anh, tài sản mà ông ngoại để lại cho tôi, các anh đã chiếm đóng suốt bao nhiêu năm rồi, bây giờ tôi đã trở về. Đồ của tôi, cũng nên trả lại cho tôi, Yên Nhi. Những năm qua con không ở Hoa Đô con không biết. Từ sau khi ông ngoại con mất, tập đoàn Khương Thị đã phá sản rồi. Bất động sản tại Hạ Đô hiện nay, là ta tôi đã tự mình xây dựng lên từ con số không. Hứa Trấn Thành, theo anh nói, ngoại trừ căn biệt thự cũ này, ông ngoại tôi không để lại gì cho tôi sao? Ừ. Đúng vậy. Được rồi, ông thật sự vẫn giống như ngày xưa, mặt dày không biết xấu hổ. Khương Nhược Yên, nói chuyện với bố như vậy à, 17 năm trước. Ông ngoại tôi qua đời, mẹ tôi đau buồn từ ra đi, ông đưa con tiện nhân kia, cùng đứa con gái ngoài giá thú về nhà. Sau đó liền bỏ tôi trên núi. Sao lúc đó ông không nghĩ mình là bố tôi, bây giờ nói điều này, ông không xứng. Ai nói mẹ tôi là người thứ ba, bố và mẹ tôi từ trước đã là người yêu, mẹ cô mới là bà thứ ba.
không được xúc phạm mẹ tôi. A. À. Con gái, con nha đầu thối, tao thực sự hận ngày xưa. Hận vì ngày xưa không giết tôi đúng không? Yên Nhi, ngôi nhà cũ có thể cho con, nhưng Hứa Thị, dù có kiện đến tòa, cũng sẽ kết án cho ta thắng, Hứa Thị. Nếu ông không chịu cho tôi, thì đừng trách tôi phá nát nó. Khương Nhược Yên, đồ con gái bất hiếu, có khả năng thì phá đi. Hãy chờ xem. 3 ngày sau, mang theo con tiểu tam của ông và đứa con hoang, cút ra khỏi nhà tôi, mày. Chồng ơi, làm sao giải quyết được vấn đề này đây? Đừng lo lắng, nhà thì chúng ta có nhiều, 1-2 ngày nữa em dọn dẹp một chút, chỉ cần chuyển ra ngoài là được. Ba, ý em là, con nha đầu thối đó, nó muốn phá hủy Hứa Thị. Cô nha đó đầu từ núi xuống, có thể làm được gì chứ, nó không có khả năng. Nhưng Chiến Cảnh Vọng, vợ, đừng lo lắng về điều này. Em không thấy à, hôm nay Chiến Cảnh Vọng đó, từ đầu đến cuối, không nói một lời nào cả. Ngay cả vệ sĩ khi vệ sĩ muốn đánh con nha đầu kia, anh ta không phản ứng gì cả. Chẳng lẽ em vẫn không nhận ra điều gì à? Ba, con đã nhận ra rồi, anh Chiến Cảnh Vọng hoàn toàn không thích cô ta. Nhưng con lo lắng. Quyên Nhi yên tâm, vì ba đã có cách riêng rồi. Cần tôi giúp đỡ không, Tứ thiếu gia? Anh rảnh à? Chó cắn Trương Đông Bân, Chiến Cảnh Vọng. Anh đừng nói tôi là chó nữa. Chuẩn bị kim bạc. Đi đâu? Vừa nhận được tin, đấu giá đất ở Nam Thành sẽ bắt đầu vào ngày 3, 6, 9 tại khách sạn Hoa Đô. Hứa Trấn Thành sẽ tham gia, và gia đình Hứa đã chuẩn bị đầu tư một lượng lớn tiền mua hết đất. Được, tôi biết rồi. Âu Trĩ, anh cũng đến rồi à, Cảnh Vọng? Tập đoàn Chiến Thị từ trước đến nay không liên quan đến ngành bất động sản, sao cậu ta lại đến đây? Liệu rằng sao anh ta lại đến nhỉ? Lần đấu giá này tổng cộng là 9 lô đất, 3 lô đất thương mại, 6 lô đất dân cư. Đất lô A và lô B được đấu giá trước, giá khởi điểm 32 tỷ, 33 tỷ, 34 tỷ, 35 tỷ, 40 tỷ. Dường như Hứa Tổng rất quyết tâm với lô đất này, tập đoàn Hứa Thị đưa ra giá 40 tỷ lần 1. Sương Muội, đấu giá 50 tỷ, 40 tỷ lần 2, 80 tỷ. Chờ chút, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với bất động sản, không hiểu biết về thị trường, hiện tại tình hình bất động sản đang trên đà suy thoái, cậu nên cẩn thận một chút. Đừng lo lắng về việc này, đấu giá đi. Nếu cậu muốn gia nhập thị trường bất động sản, vậy thì tôi không đấu giá 2 lô đất này nữa, nhường cho cậu. 2 lô đất này vị trí trung bình, đấu giá 40 tỷ cũng được. 80 tỷ chắc chắn sẽ lỗ, tài sản của Chiến Thị rất lớn, tặng cũng không sao, nhưng mình phải cẩn thận, không được hấp tấp. Chúc mừng Chiến gia Tứ thiếu, tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá lô đất C. Lô đất này nằm bên hồ, bên cạnh đã quy hoạch trường học và trung tâm thương mại, giá khởi điểm 40 tỷ, mình nhất định phải giành được lô đất này. 42 tỷ, 45 tỷ, 50 tỷ, 55 tỷ, 80 tỷ, 90 tỷ, 100 tỷ, Cảnh Vọng, vừa rồi cậu đã đấu giá được 2 lô đất rồi, lô đất này có nên. 105 tỷ, đấu ra 150 tỷ. 150 tỷ. 150 tỷ. Lại có thêm một người nữa muốn tranh. Công ty bất động sản Hồng Hư, 150 tỷ lần 1, 155 tỷ, 160 tỷ, 165 tỷ, 200 tỷ.
Trước đây ở Hoa Đô chưa bao giờ nghe nói công ty bất động sản Hồng Hư. Lại là thằng nhóc không biết từ đâu chui ra này, 200 tỷ. Hừ, lỗ mạng. Công ty bất động sản Hồng Hư 200 tỷ lần 1, 200 tỷ lần 2, 200 tỷ lần 3. Thành giao. Công ty bất động sản Hồng Hư đấu giá thành công. Hiện tại chỉ còn một lô đất cuối cùng, giá khởi điểm 40 tỷ. 45 tỷ, 60 tỷ. Tôi không biết gì về công ty bất động sản Hồng Hư. Tôi cũng hiểu niềm tin và quyết tâm mở rộng thị trường bất động sản của cậu. Nhưng cậu cũng không thể ăn cả chứ. Đã chiếm được 4 miếng đất rồi, không thể để cho tôi giữ một miếng à? Ông nói buồn cười quá. Đấu giá đất, ai có giá cao thì được. Ông không có tiền, giờ quay ra trách tôi tham lam à? Tôi không phải là thánh nhân, đấu giá đất chứ không phải bố thí người nghèo. Cậu 90 tỷ. Hãy tra cứu thông tin về công ty bất động sản Hồng Ngư dùng tôi. 180 tỷ, 200 tỷ, 220 tỷ, 250 tỷ. Sư huynh, dừng lại. Chúc mừng Hứa Tổng, miếng đất này là của ông rồi. Giá trị thương mại miếng đất này tạo ra tối đa cũng chỉ khoảng 8-90 tỷ. Hứa Trấn Thành lại mua với 250 tỷ. Lỗ to rồi. Đúng vậy, tôi cảm thấy công ty bất động sản Hồng Hư này có thù với Hứa gia. Cậu chơi tôi. Tứ thiếu gia, thật là trùng hợp. Khương Nhược Yên, cô đang làm gì thế? Tôi nghe nói Hứa Trấn Thành ở đây, vì vậy tôi mới đến đây để góp vui. Nhưng ngoài những người phải đóng tiền đặt cọc đủ thì chỉ có nhân viên phục vụ mới được vào, vì vậy tôi góp vui xong rồi đúng không? Đi thôi. Bảo sao chiến gia Tứ thiếu lại ở đây? Hóa ra là mày Khương Nhược Yên. Triệt đường sống của tao thì mày có lợi ích gì? Chó điên từ đâu lại ra cắn người vậy? Con gái bất hiếu, dám nói như vậy với ba mà à? Hôm nay tao sẽ dạy cho mày cách sống. Hứa Tổng, làm như vậy ở chỗ đông người, ông không sợ mất danh phận à? Tứ thiếu, tôi không có ý khác, chỉ là làm con gái mà nói cha mình là chó. Nói như thế vẫn là đánh giá cao ông rồi đấy. Theo tôi nghĩ, ông còn không bằng cả con chó. Khương Nhược Yên, mày đợi đó. Tạ Đình Trần, Phó Tổng Giám đốc thực thi của Tập đoàn Hồng Hư. Đúng, Tập đoàn Hồng Hư vừa mới đăng ký. Nhưng phía sau Tập đoàn Hồng Hư đó là một thế lực quá lớn. Tôi cũng biết về Tập đoàn Hồng Hư một chút, nhưng trong vài năm gần đây, họ đang phát triển ở nước ngoài, chủ yếu là ngân hàng và đầu tư tài chính, có thể nói là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Nhưng ông chủ phía sau nó rất bí ẩn. Đúng vậy, một tập đoàn tài chính lớn như vậy, tôi không thể tưởng tượng được họ có ân oán gì với Tử Thị. Vậy thì tiếp tục điều tra, tôi luôn cảm thấy Tạ Đình Trần này không phải dạng vừa. Alo, Tiểu Yên Yên, đi mua sắm cùng mình đi. Ừ. Hoan nghênh quý khách. Hãy giới thiệu bộ sưu tập mới của năm nay cho chúng tôi. Xin mời theo tôi. Thật là trùng hợp. Lại gặp nhau ở đây. Con nhà quê mà cũng dám đến chỗ cao cấp như thế này tiêu tiền à? Đồ đắt thế này à? Mua được không? Người ta chắc chắn mua được. Hôm trước đi thăm bác tôi, bác tôi đã tặng cô ta bao lì xì lớn. Con nhà quê vẫn là con nhà quê, có tiền liền tỏ ra giàu có, đi đến những nơi đắt đỏ để ra vẻ. À đúng rồi, sau này các người đừng có loại người nào cũng cho vào, làm giảm uy tín của chúng ta. Cái này, lắp bắp cái gì, túi của cửa hàng này bổn tiểu thư mua hết. Hứa Tiểu Thư, cô nói thật à? Tôi không bao giờ đùa. Tôi sẽ gọi điện cho bố ngay bây giờ.
bắt bọn họ biến đi ngay. Alo, ba ơi, chuyển 5 triệu cho con muốn mua túi. Ta đã mất nhiều tiền vì đầu tư đất, bây giờ lại muốn tiền à, mua, chỉ biết mua thôi. Hứa tiểu thư, cô, im đi, bố tôi nói thế. Nhưng chắc chắn sẽ chuyển tiền cho tôi, cô đợi đi. Cửa hàng này, tôi mua. Ôi trời, Khương Nhược Yên, cô biết cửa hàng này giá bao nhiêu không? Ra ngoài có thể ngậm cái mồm lại. Thật đần độn, làm mất mặt gia đình chúng tôi. Không quan trọng số tiền, tôi có thể tự mua được, sẽ không dùng một xu của gia đình các người. Còn cô, hãy chú ý khi nói chuyện, nếu không cẩn thận, tôi sẽ đập nát cái miệng của cô lần nữa. Cô, thô lỗ, nếu cô có khả năng thì mua đi, cô mua một cái tôi xem thử đi. Alo, tôi muốn mua cửa hàng này, đúng, càng sớm càng tốt. Hãy đợi đi, sau 15 phút, ông chủ của cô sẽ đến. Chúng tôi cũng đang đợi, tôi muốn xem. Con nha đầu này, tự cao tự đại như vậy, sẽ kết thúc như thế nào, lát nữa tôi sẽ làm cho cô mất mặt, gửi vào nhóm gia đình, để anh tôi ghét cô hơn. Xin hỏi ai trong các vị là Khương tiểu thư? Tôi đây. Xin hỏi ai trong các vị là Khương tiểu thư? Tôi đây. Khương tiểu thư, tôi là chủ cửa hàng này. Không biết cô hạ giá quang lâm, xin lỗi. Khương tiểu thư, từ nay cửa hàng này là của cô rồi, làm sao có thể? Ông có nhầm không? Tôi không phải là đứa trẻ 3 tuổi, chuyện lớn như vậy tôi có thể nhầm lẫn sao? Đuổi họ ra khỏi đây cho tôi. Sau này cửa hàng của tôi, không cho chó vào bên trong. Được. Đi ra, ông. Khương Nhược Yên, tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Nhưng dựa vào vẻ ngoài của cô, chắc chắn là ở bên ngoài, có người đàn ông khác. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Đợi xem đi. Nhanh ra ngoài. Đi. Thế nào có được không? Vẫn là Yên Yên của mình giỏi. Tạm biệt, chú ý an toàn nhé. Tạm biệt. Là Hứa Trấn Thành đã phái các người đến đúng không? Bây giờ là xã hội pháp luật đấy. Các người làm như vậy, không sợ vào tù à? Tất cả tháp tín hiệu trong vòng 10 dặm đã bị ngắt. Cô gái xinh đẹp, bây giờ cô, gọi trời không đáp, gọi đất không nghe. Nếu biết điều, thì hãy ngoan ngoãn, tôi sẽ để cho cô sống, đừng nói nhiều. Đánh nhanh thắng nhanh. Anh em cùng nhau tấn công. Lên. Anh mau, anh ổn chứ? Chạy nhanh, người phụ nữ này điên rồi. Hứa Trấn Thành. Tiểu Hắc. Tìm vài người to gan, chuyển vài thùng thịt lợn đến trước cửa biệt thự của Hứa Trấn Thành. Ngoài ra, bảo họ viết lên tường nhà những chữ này: ám sát con gái ruột, xâm phạm tài sản của bố vợ, tội lỗi không thể tha thứ. Lão đại, hãy tin tưởng giao cho tôi cũng sẽ để truyền thông cho ông ta lên mặt báo. Ừ. Ôi, hôm nay về sớm thật đấy. Khương Nhược Yên, cô không tiêu tiền của tôi, ở buổi đấu giá còn giả vờ đáng thương, nhưng bây giờ lại mua những món xa xỉ trị giá hàng chục tỷ như này. Nói đi, cô đã bám vào ai vậy? Hút con mẹ nhà anh đi, người bẩn thì thấy gì cũng bẩn. Tôi còn tưởng anh khác hẳn với những thiếu gia nhà giàu khác. Là tôi đã đánh giá anh quá cao rồi, tầm thường, không có phẩm chất. Đứng lại. Chiến Cảnh Vọng, anh muốn làm gì? Tay tôi đỏ lên rồi đấy. Mỗi khi nhớ đến việc bàn tay của cô ấy bị một người đàn ông nắm, sao lòng mình lại thế này, không thoải mái chút nào. Ngay cả trẻ con cũng biết, vào nhà phải rửa tay, cô còn không bằng cả trẻ con nữa, anh bị bệnh à? Khương Nhược Yên.
Ra ngoài, tôi muốn đi ngủ rồi. Sao cô lại bài xích tôi như thế? Nói đi, có phải cô, Chiến Cảnh Vọng? Đừng quên bản thân mình. Đừng quên rằng chúng ta vì sao mà kết hôn. Đừng nói rằng tôi hiện tại không có ai, dù cho là tôi đã tìm được, cũng không liên quan đến anh. Khương Nhược Yên, đừng hối hận. Đồ điên. Tiểu thư, ba của cô đến, Hứa Trấn Thành. Khương Nhược Yên, chỗ tiết lận ở nhà là việc xấu mà cô đã làm phải không? Trước khi chất vấn người khác, sao không nhìn bản thân đã làm ra loại chuyện gì? Hứa Trấn Thành, hổ dữ không ăn thịt con, ông đã sai người muốn hại tôi. Ông thực sự đã mất hết lương tâm à? Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu. Cô là con gái ruột của tôi. Dù cho trong lòng tôi có bất mãn đi chăng nữa, cũng không thể tìm người hại cô được. Nếu muốn người không biết, trừ khi tự mình không làm. Hứa Trấn Thành, ông đã nghe câu nói đó chưa? Không phải không có báo ứng, chỉ chưa đến lúc thôi. Báo ứng? Ta muốn xem con nha đầu từ núi xuống có thể làm gì bố mày. À, Yên Nhi, dinh thự của Khương gia đã chuyển nhượng sang tên con rồi. Nhà không vấn đề gì, ông có thể đi rồi. Yên Nhi à, con cũng đã thấy tại buổi đấu giá hôm qua rồi. Ba bị công ty Hồng Hư làm khó dễ. Công ty hiện tại vốn không xoay chuyển được. Con xem, con có thể nói với Cảnh Vọng, để cậu ấy cho Hứa ra vay ít vốn, để ba xoay chuyển. Tôi thực sự không ngờ, da mặt của ông đã dày đến cực điểm. Ông dựa vào cái gì mà nghĩ Chiến Cảnh Vọng sẽ cho ông vay tiền? Ba đã mất không ít tiền với mảnh đất đó. Phải tiếp tục phát triển sau này, ba đã tìm nhiều ngân hàng, tất cả đều không cho ta vay. Ba không còn cách nào khác mới đến tìm con. Nếu các con không cho ta vay thì Hứa ra sẽ thực sự thất bại. Vậy thì tốt quá, tôi đỡ phải đích thân ra tay. Mày, con gái bất hiếu, mày đối xử với cha mẹ như vậy, không sợ trời đánh à? Nếu ông trời có mắt, ông chính là người bị đánh đầu tiên, chắc giờ xác cũng chẳng còn. Không nói với mày nữa, lời cũng đã nói hết, ông nên đi rồi. Hứa Trấn Thành, vở kịch của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Ôi chao, Tứ Thiếu, đừng làm nữa, nhanh chóng cùng tôi tìm vợ của anh đi. Làm sao, cậu thật sự không thể sinh con được à? Đúng vậy, nhiều bác sĩ đều nói rằng tôi không thể chữa trị được. Hiện tại tôi cùng đường rồi. Tất cả hy vọng của tôi đều đặt vào vợ của anh đấy. Tự đi đi. Tại sao? Đừng nói anh thực sự ngủ với cô Lưu Nhược Na đó nhé. Anh không sợ Khương Nhược Yên tìm anh tính sổ sao? Cô ấy mà tìm tôi à? Tôi không về nhà 3 ngày, cô ấy còn không nói một lời. À, cô ấy không quan tâm đến anh. Anh có phụ nữ bên ngoài, cô ấy cũng mặc kệ. Vậy có nghĩa là cô ấy không thích anh rồi. Ha ha, cút ra ngoài. Ôi chao, Tứ Thiếu, không phải tôi nói anh đâu, nhưng chị dâu ở nhà đẹp như vậy anh không ngủ, sao lại phải ngủ với Lưu Nhược Na? Đi ra, nhanh đi chữa bệnh của cậu đi, còn lắm lời ở đây tôi trừ lương. Chào, chị dâu, đến chữa vô sinh à? Chị không thể tế nhị một chút sao? Đặt tay lên đây. Dừng lại. Đại ca, anh không thể để lại cho tôi chút mặt mũi sao? Tôi không có khả năng đó. Được phép đi khám bệnh, nhưng không được phép tiếp xúc với nhau. Không biết tại sao, cứ nghĩ đến việc Khương Nhược Yên chạm vào người đàn ông khác là mình lại cảm thấy không thoải mái. Đồ thần kinh, lười tranh cãi với anh trước mặt người khác.
Ôi chúa ơi! Đây có phải là trần mạch bằng sợi tơ trong truyền thuyết không? Cô ấy hiểu về trung y, tự do tài chính, biến mất trong suốt những năm đó. Không biết cô ấy đã trải qua điều gì, vấn đề khá nghiêm trọng, nhưng có thể chữa trị. Thật không, nhiều bác sĩ nổi tiếng đều nói không thể chữa trị. Chị dâu, chị thật sự có thể chữa trị sao, không tin à? Không không không, tôi không có ý đó. Tôi muốn nói, vợ anh thật tuyệt vời đấy. Thanh toán bằng quét mã. 5.004. Được rồi. Tứ thiếu, không phải tôi nói anh đâu, phụ nữ xuất sắc như vậy, anh phải trân trọng cô ấy đấy. Nếu để chạy mất thì không còn gì đâu. Cút, về đi. Mình mấy ngày không về nhà, cô ấy không hỏi, bây giờ lại có thái độ như vậy, thực sự là cần phải dạy bảo. Sao anh vẫn chưa đi? Đừng làm phiền công việc của tôi. Cô có thái độ gì vậy Khương Nhược Yên? Chuyện cửa hàng đồ hiệu kia cô giải thích rõ ràng đi. Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi không có gì để giải thích. Khương Nhược Yên, cô đừng quên rằng cô là phu nhân của chiến gia Tứ Thiếu, đừng làm tôi mất mặt. Vậy anh và Tiểu Minh Tinh qua đêm với nhau, anh có nhớ đến mặt mũi của tôi không? Tôi nói với anh nhé. Anh không cần phải lén lút, chỉ cần không phải là Hứa Tử Quyên, anh thích yêu ai thì yêu, tôi có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Ly hôn, mình chủ động hòa giải, cô ấy lại muốn ly hôn với mình, thật không thể chấp nhận được. Khương Nhược Yên, hãy nhớ kỹ đi, chiến cảnh vọng tôi. Không ly hôn, chỉ có mất vợ. Lục sư phụ, tại sao lại mở phòng mạch ngay đối diện công ty của anh ta chứ? Bực cả mình. Sớm muộn tôi cũng mua lại công ty của anh. Ôi, là một nha đầu à, có thể chữa được rối loạn kinh nguyệt không? Ngồi đi, tôi sẽ chẩn mạch cho cô. Đặt tay vào đây, cởi khẩu trang ra, cô muốn làm gì? Trung y chú trọng vào quan sát, nghe, hỏi sờ, phải xem lưỡi của cô. Nếu biết trước phiền phức như vậy, tôi sẽ không đến. Cô đã từng phá thai trước đó, không chăm sóc tốt, nên bị khí lạnh xâm nhập cơ thể. Nếu tiếp tục như vậy, có thể dẫn đến vô sinh. Tôi sẽ kê một số loại thuốc cho cô. Chuyện mình đã từng phá thai trước đó, đều bị cô ta phát hiện rồi. Không thể chấp nhận được, nếu cô ta tiết lộ ra ngoài, gây ra tin tức tiêu cực thì không tốt. Cô nói chuyện kiểu gì đấy? Cô nói ai đã phá thai cơ? Cô có biết tôi là ai không? Tôi là một ngôi sao nổi tiếng của công ty âm hằng. Tương lai, tôi sẽ trở thành phu nhân của tập đoàn chiến thị. Chỉ cần một lời nói của tôi, cô. Với cái phòng mạch rách nát của cô, tất cả phải biến khỏi đây cho. Thật không biết đồ đần này, làm sao mà vẫn tồn tại được trong giới giải trí. Con nha đầu này, sao cô ta lại không sợ nhỉ? Tôi phải nhanh chóng tìm cách đuổi cô ta ra khỏi đây. Nếu một ngày nào đó bị ông chủ phát hiện, thì phải làm sao? Cô vừa nãy nói, cô sẽ trở thành phu nhân của tập đoàn chiến thị. Đúng vậy. Nhưng theo như tôi biết, anh ấy đã kết hôn rồi. Nhưng chỉ cô ta chỉ là một người thấp kém quê mùa mà thôi. Ông chủ của chúng tôi là ai chứ? Anh ấy là một vị thần. Anh ấy sẽ sớm ly hôn. Người dân quê có phải là người thấp kém không? Tôi không biết. Nhưng một con tiểu tam chắc chắn là người thấp kém. Xem bệnh thì ngồi xuống, nếu không muốn xem thì cút. Con nha đầu này, cô dám mắng tôi à? Chán sống rồi đúng không? À, cô dám đánh tôi à? Cô biết mặt tôi có giá trị bao nhiêu không? Cứ đợi đấy. Giám đốc Từ, em bị đánh ở tiệm thuốc đông y đối diện công ty. Anh đến đây nhanh đi, mang thêm vài vệ sĩ nữa.
Giám đốc Từ. Nhược Na, em đã làm gì thế? Em chỉ đến xem bệnh rối loạn kinh nguyệt. Bác sĩ này, cô ấy cứ phải vu khống rằng em đã phá thai. Em tức nên đã cãi nhau với cô ấy vài câu. Cô ấy liền tát em một cái. Giám đốc Từ, anh phải đòi lại công bằng cho em đấy. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Đừng lo, công ty sẽ không để bất kỳ nhân viên nào bị tổn thương đâu. Cô gái xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp và lịch sự như vậy lại biết đánh người sao? Cô đã đánh cô ấy à? Ừ, đã đánh. Phạt cô ta một cái tát vì dám đứng ở đây làm phiền tôi. Nhìn cô tuổi không lớn lắm, nói chuyện cũng khá kiêu ngạo. Cô tưởng mình là ai? Cô có biết con đường này do ai quản lý không? Nhanh chóng xin lỗi Nhược Na. Nếu không, đừng nghĩ rằng có thể tiếp tục ở đây. Là cô ta ngang ngược vô lý trước. Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta? Còn nữa, tôi có đạp cô ta thêm mấy cái. Đừng nói là anh, dù là tổng tài của các anh cũng không thể can thiệp. Con nha đầu thối này vẫn còn kiêu căng. Muốn bị ăn đánh à? Ôi, chút võ mèo. Còn đứng đó làm gì, đánh cho tôi. Chẳng trách lại kiêu căng như vậy, hóa ra cũng có tài năng. Tôi nói cho cô biết, tôi chính là quán quân judo đấy. Bây giờ cô còn kịp đầu hàng. Sao lắm mồm thế? Muốn đánh thì đánh đi. Tôi không tin. Tôi tập võ nhiều năm như vậy, vẫn không đánh bại được một con danh con. Ôi! Tôi, tại sao tôi không thể di chuyển được? Không không, đừng lại gần. Đồ đạc bị hỏng hết rồi. Tính xem phải bồi thường như thế nào đi. Bồi thường cái quỷ gì cho mày chứ con danh con. Không ngờ phải không, tao đã bí mật báo cảnh sát rồi. Mày đã đánh thương nhiều người của chúng ta không? Hãy chuẩn bị ăn cơm tù đi. Khương Nhược Yên, Lưu Nhược Na, vụ đánh nhau của các vị đã được giải quyết xong. Gọi lãnh đạo đến ký tên. Sau đó các vị có thể đi. Dựa vào cái gì chứ? Cô ta đã làm bị thương nhiều người của chúng tôi. Sao anh lại thả cô ta? Tôi thấy các anh nên bắt cô ấy vào tù. Video giám sát đã được kiểm tra rõ ràng là do các cô gây rối trước. Còn phí y tế và thiệt hại của phòng mạch, các người phải tự giải quyết. Nhanh chóng gọi lãnh đạo của đến đây. Tôi không có lãnh đạo. Phòng mạch trung y là do tôi mở. Vậy cô gọi người thân của cô đến đây đi. Mẹ tôi mất tích cách đây 10 năm. Bố tôi thì qua đời rồi. Nhưng tôi đã kết hôn. Tôi có thể gọi chồng tôi đến không? Được. Sau đó, ghi tên người nhà và số điện thoại vào đây. Chúng tôi sẽ có người đến thông báo. Các vị đợi ở đây là được. Chúa ơi! Nếu tôi không nghe nhầm, vừa nãy cô đã nói với cảnh sát, cô mới 20 tuổi. 20 tuổi đã lấy chồng rồi à? Ôi chao, đúng là loại con gái không đứng đắn. Nếu cô tiếp tục làm ầm ĩ, dù là ở đồn cảnh sát, tôi cũng sẽ xé miệng cô ra. Cô dám? Nhược Na, là người nổi tiếng, đừng làm phiền cô ta bây giờ, đợi ra ngoài rồi nói. Cái quái gì vậy? Làm mặt mình sưng lên, mình sống bằng gương mặt này đấy. Vẫn cần nó để kết hôn với tổng tài, nhân viên của chiến cảnh vọng, đúng giống anh ta. Thần kinh không được tốt lắm. Chuyện anh và Tiểu Minh Tinh qua đêm, đúng là khiến tôi nở mày nở mặt. Tôi nói cho anh biết, anh không cần phải lén lút, chỉ cần không phải là Hứa Tử Quyên, anh yêu ai thì yêu, tôi có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Nhà đầu này thật là... Alo, ai đó, xin chào. Đây là trụ sở cảnh sát Hoa Dô, xin hỏi có phải chồng của Khương Nhược Yên không? Là tôi, có chuyện gì vậy? Khương Nhược Yên đánh nhau, tôi thông báo cho anh đến ký tên và đưa cô ấy về. Được, tôi sẽ đến ngay. Tổng tài, anh thật sự đến đón em sao? Tổng tài, anh bận rộn vô cùng, vẫn có thể đến đón chúng tôi thật sự xấu hổ, thật không thể đền đáp được. À...
Đại Minh Tinh cho hỏi, đây chính là tổng tài kiêm chồng tương lai của cô sao? Chỉ là cảm thấy anh ấy dường như không muốn quan tâm đến cô lắm. Sao lại chồng tương lai? Tổng tài của chúng tôi đã có vợ rồi, những cái trên mạng đều là giả. À, giả à? Nhưng Đại Minh Tinh vừa mới đến phòng mạch của tôi, không phải để khám bệnh, mà là để nói cô ta sẽ là phu nhân tương lai của tổng tài. Còn nói, nếu tôi không nghe lời, thậm chí có thể khiến tôi và phòng mạch của tôi đều biến mất. Ồ, tôi còn có video đấy, vừa nãy chú cảnh sát đã xem rồi. Mọi người có muốn xem lại không? À, không cần. Tổng tài ghét nhất là phụ nữ có ý định với anh ấy. Nếu anh ấy xem được video, mình chắc chắn sẽ không thể ở lại âm hầm nữa, chỉ vì lý do loài mà đánh người sao? Rõ ràng là vì chuyện hot search nên ghen đây mà, vẫn còn cố ra vẻ. Tôi đã ký xong rồi, đi thôi. Từ Chính và Lưu Nhược Na, các vị không thể đi, người đến đón các vị có chút vấn đề trên đường nên chưa đến. Đây là tổng tài của chúng tôi mà, anh ấy đã ký rồi. Người đến đón các vị là giám đốc quản lý nhân sự, Tứ thiếu gia đến đón vợ anh ấy. Hả, cô ta là vợ anh ấy sao? Chồng ơi, cái gì, cô ấy là vợ của tổng tài sao? Tổng tài phu nhân, xin lỗi, tôi đã nhìn nhầm. Xin cô đừng để bụng, hãy tha thứ cho tôi, đi thôi, ừ. Lợi dụng tôi xong thì đối xử với tôi như vậy à? Lương tâm của cô ở đâu hả Khương Nhược Yên? Cảm ơn. Này, anh. Chiến Cảnh Vọng, anh đang làm gì vậy? Mẹ tôi gọi điện cho tôi, chúng ta về nhà cô ăn cơm. Khương Nhược Yên là con dâu của Chiến gia, sau này cô đừng có gây chuyện nữa. Đến đây làm gì? Giúp mua một cái gương để soi. Cô nhìn cô bây giờ đi, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, không có chút nữ tính nào cả. Hãy đổi quần áo trước đi, tôi chờ cô trong xe. Hóa ra nha đầu này lúc im lặng lại xinh đẹp như vậy. Sao anh đưa ra vậy? Đi thôi. Cái tên này bị làm sao vậy? Ôi chao, Nhược Yên đến rồi. Nào, mẹ à, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy? Ngồi xuống đi. Nhược Yên, ba mua cá ngừ tươi, tự tay vào bếp nấu cho con ăn đấy, con đúng là có lộc ăn uống, cảm ơn ba mẹ. Cô hai cũng ở đây à? Cảnh Vọng à, hôm trước nghe trên mạng nói, cháu đi cùng với một minh tinh tên là Na vào khách sạn. Chuyện này có thật không? Ừ, ôi trời ơi, làm sao cháu có thể làm ra loại việc như thế, cháu đã kết hôn rồi đấy. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của cháu. Hơn nữa, Nhược Yên biết để mặt mũi đi đâu đây, liệu họ có đùa cợt về cô ấy không? Không phải có câu, không phải một nhà không vào một cửa sao? Ngày trước chị dâu cũng tìm đàn ông ngoài xã hội đấy thôi, ngày hôm sau anh Tư cùng tìm đến một người phụ nữ khác. Im miệng, đừng có nói bậy, nếu sau này còn nói linh tinh, nhà chúng tôi không chào đón. Dù cho không được nói, Khương Nhược Yên không tránh khỏi việc bị anh trai mình ghét bỏ. Đây là sự thật không thể phủ nhận, ngồi đợi xem kịch hay thôi. Vợ ơi, thử xem ngọt không? Cảm ơn chồng. Ngọt lắm luôn ý. Sao lại thế? Khương Nhược Yên ngoại tình, sao anh trai mình vẫn đối xử tốt với cô ta vậy? Chắc chắn là đang diễn kịch, đôi trẻ hai người hợp tác với nhau, diễn cảnh vợ chồng tình cảm trước mặt người lớn. Ở sau lưng mỗi người chơi một trò. Đừng nghĩ là tôi không biết người trẻ bây giờ nghĩ cái gì. Cô hai, không thể nói lung tung như vậy. Chuyện cháu và Lưu Nhược Na đến khách sạn, hoàn toàn là sự trùng hợp. À, tôi đã nói mà, dù cho có là thật, tôi nghĩ Nhược Yên, cô ấy cũng không để ý đâu, đây dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu mà.
ở sau lưng có 3 hay 4 chuyện. Đó đều là bình thường. Nếu nói như vậy, có lẽ chú Hai ở ngoài cũng tìm được không ít đâu nhỉ. Nếu có đẻ được đứa con rơi con rớt nào, đừng quên đưa bà Hai về nhà chăm sóc cẩn thận đấy. Dù sao đó cũng là dòng máu của Chiến gia, không thể để lưu lạc bên ngoài. Khương Nhược Yên, cô nói cái gì vậy? Dám lấy trưởng bối ra đùa cợt à? Cháu không đùa với cô đâu. Cháu chỉ nói theo ý cô thôi. Nhưng cô Hai, nếu cháu đã gọi cô Hai tiếng cô Hai, thì hy vọng cô sẽ ra dáng trưởng bối một chút, đừng gây rối ở đây. Cũng đừng ỉ ra lên mặt. Con danh này, thật là hỗn láo. Chị dâu, đây chính là con dâu tốt của chị à, không biết một chút lễ phép. Nếu Nhược Yên không tốt, cũng là con dâu của tôi, không đến lượt các người ở đây dạy đời. Thêm nữa, từ đầu đến cuối, là mẹ con các người gây rối ở đây. Tôi nghĩ rằng, mẹ con các người nên đi đi, sau này đừng đến nữa, Tuyết Tình, chúng ta đi, mẹ. Đi, Khương Nhược Yên, đi mau. Những người phụ nữ quý tộc ăn uống đều không mở miệng, Nhược Yên thì không giả dối chút nào. Anh làm gì vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Đừng nói. Anh thích tôi rồi nhé. Cô nghĩ nhiều quá, tôi chỉ thấy cô ăn quá xấu. Suốt những năm ở nông thôn cô lớn lên trong đất cát à, chẳng biết chú ý hình tượng. Tôi đã đẹp như vậy rồi, nếu tôi tiếp tục chú ý hình tượng, các cô gái khác biết phải làm sao? Cô quá tự cao tự đại. Đến đây chồng yêu, thử xem. Nhược Yên à, hai con phải cố gắng hết sức, sớm sinh cho chúng ta một đứa cháu gái xinh đẹp như con. Mẹ yên tâm nhé, con đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, cũng không sớm nữa, chúng ta về nhà thôi vợ. Ngoài trời mưa to thế này, trời còn tối nữa, hay hôm nay hai đứa ủi cứ ở đây đi, con nghe theo vợ con. Còn con nghe theo mẹ, kẻ nịnh hót. Được rồi, bây giờ không còn người ngoài, anh có thể thả ra rồi. Vậy nghĩa là, tôi là người nhà đấy hả? Anh làm gì vậy? Anh tránh ra đi, có xem xét, cô rất sợ hãi đúng không? Nhưng cô yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô. Anh bị ấm đầu à? Nói những điều vô lý gì vậy? Tôi không sợ, tránh ra. Không, cô sợ. Tối nay, tôi ôm cô ngủ. Tôi hiểu rồi. Anh đang đổi cách lợi dụng tôi đúng không? Làm sao có thể? Tôi chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô thôi. Bảo vệ tôi, ừ. Á. Bạn, Chiến Cảnh Vọng, anh đừng nổi điên nữa, Kim Bạc sẽ phục vụ anh đấy. Đúng là người phụ nữ mạnh bạo. Đường đường là chiến gia tứ thiếu, đừng nói anh là loại đầu óc lãng mạn nhé. Tránh ra, cút sang một bên đi, lười nói chuyện với cô, tôi đi tắm. Tại sao lần nào nha đầu này cũng thu hút sự chú ý của mình vậy? Chẳng lẽ mình thực sự... Không, chắc chắn không thể. Chiến Cảnh Vọng, anh ngủ dưới đất. Giường lớn như vậy không đủ để cô nằm thoải mái à? Sao lại bắt tôi ngủ dưới đất? Chúng ta chỉ là vợ chồng già, không thể chung giường chung gối. Sao lại chung giường chung gối được? Đây không phải có hai cái gối sao? Hay là nói, cô đang ám thị. Thực ra cô muốn ngủ cùng tôi đúng không? Chiến Cảnh Vọng, đồ thần kinh. Giận rồi à? Tôi chỉ đùa với cô thôi mà. Sao lại nhỏ nhen thế? Nhìn dáng vẻ không biết điều của cô kia. Một cô gái đến Hoa Đô tranh đoạt tài sản và trả thù, xung quanh không có người thân thích, còn không mau ôm chặt đùi của chồng cô đi. Tôi thừa nhận cô thực sự là có một chút xíu xinh đẹp. Nhưng nhìn toàn cảnh Hoa Đô, có sức mạnh của người đàn ông nào vượt nổi chồng cô không? Cô phải trân trọng tôi đấy. Anh chắc chắn là tôi tham lam lợi ích của anh, chứ không phải anh chú ý đến em vẻ đẹp của tôi à? Cô thật tự phụ. Cô yên tâm đi, cô ý. Từ đầu đến chân đều là gai, anh đây không thèm nhá.
Tôi đi tắm. Đừng sợ, đừng sợ, có tôi đây. Anh đang làm gì vậy? Tôi không sợ. Nhanh đi ngủ đi, cái quái gì vậy? Sống đến giờ này, nha đầu này là người duy nhất khiến mình có cảm giác. Hay cứ thử xem. Không, không được như vậy. Cô bé này khi tỉnh giống như một quả ớt nhỏ, nhưng khi ngủ nhìn cũng khá dễ thương. Anh làm gì vậy? Muốn đi ngủ. Vậy thì anh hãy đi ngủ đi. Đây là cô nói đấy nhé. Ừ. Anh làm gì vậy? Không phải cô nói ngủ đi sao? Hãy tận hưởng đi, đừng nói nữa. Này, Khương Nhược Yên, quả tam ba bận đấy nhé. Đây chắc chắn là lần cuối cùng. Chiến cảnh vọng, nếu anh dám chạm vào tôi lần nữa, tôi chắc chắn sẽ khiến bạn không thể sống nổi. Nếu ông đây còn chạm vào cô, ông đây sẽ gọi cô là mẹ. Đây là lời anh nói. Trận cảnh vọng đáng ghét. Tên lừa đảo, dám bỏ mình lại, để mình phải từ nhà cũ chạy một quãng đường dài như vậy mới đuổi kịp xe. Alo sư huynh, sư muội, chuyện đất đai của Hứa gia, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đã đến lúc thu lưới rồi. Chủ tịch, có chuyện lớn xảy ra rồi, sao lại mà vội vã như vậy? Một số dự án trong tay chúng ta đã bị dừng gấp, một số đội thi công đã bắt đầu gọi điện thoại, yêu cầu thanh toán tiền công trình cho họ, sao lại như vậy? Vẫn chưa rõ chi tiết. Có lẽ, họ đã biết chuyện chúng ta mua khu đất ở Nam Thành với giá cao của chúng ta, biết công ty của chúng ta đã đứt chuỗi vốn. Tất cả đều là lỗi của thằng Danh ở công ty Hồng Ngư, khiến tôi mất nhiều tiền vậy. Ban đầu muốn dựa vào vài dự án trước đó bù đắp khoản thiếu hụt. Ôi chao, đã tổ chức đình công, đám này muốn làm tôi tức chết à. Chủ tịch, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Trước đó đã bảo cô thảo luận với vài ngân hàng, có nhận được phản hồi không? Chưa có à? Chủ tịch, là ông Trung bên ngân hàng. Được, tôi sẽ truyền đạt ngay. Chủ tịch, ông Trung đã đồng ý cho chúng ta vay rồi, tuy nhiên cần sử dụng công ty làm tài sản thế chấp. Hãy hẹn giúp tôi trưởng chi nhánh Trung. Sư muội, Hứa Trấn Thành không ngay lập tức đồng ý, hẹn với trưởng phòng Trung, 3 ngày sau, đàm phán tại khách sạn Minh Đô, em biết rồi. Phía đó vẫn tiếp tục ồn ào, em không tin. Khi đến đường cùng, ông ta lại không bị mắc bẫy. Đừng cản tôi muốn gặp tổng tài. Xin lỗi anh, tôi không cản được cô ấy. Tổng tài, xin đừng hủy hợp đồng với em. Em muốn trở thành người phụ nữ của anh. Em thực sự yêu anh, dù không có danh phận. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh là đủ. Cô nghĩ mình là gì? Còn muốn trở thành người phụ nữ của tôi à? Hút. Tổng tài, đừng đối xử với em như vậy. Em xin anh. Ôi, đây không phải là phu nhân của tập đoàn Chiến Thị Lưu Nhược Na đây sao? Bị đuổi ra ngoài rồi à? Cô tự mãn cái gì? Cô nghĩ tổng tài thực sự thích cô à? Cô chỉ là một đứa con gái nông thôn ti tiện. Anh ấy chỉ vì thực hiện hôn ước mới cưới cô. Sớm muộn, cô cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Mồm mồm, đáng đánh. Một cô gái lại nói tục ngay tại đây. Không biết mẹ cô dạy cô thế nào. Người phụ nữ độc ác như cô hoàn toàn không xứng với tổng tài. Tôi khuyên cô hay tỉnh táo một chút, sớm rời xa anh ấy đi. Cô là cái thá gì? Cô không xứng để dạy tôi làm việc. Tôi sẽ xem cô tự mãn được bao lâu, sẽ đến lúc cô phải khóc thôi. Lưu Nhược Na, cô muốn bị phong sát đúng không? Này đợi đãng. Về nhà, đi xe của tôi. Tôi không xứng để đi xe của anh. Chiến cảnh vọng, từ nay trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tối qua tôi đi trước vì có chuyện đột xuất. Alo Kiều Kiều, đi uống rượu với mình đi. Được. Xin chào, hai vị uống gì? Hai ly whisky lớn. Vâng.
Kiều Kiều, chuyện gì vậy? Có vẻ tâm trạng hôm nay rất tốt. Đang mập mờ với ai vậy? Nói thật đi, có phải đã thích ai đó rồi không? Không. Anh chàng đẹp trai nhất Hoa Đô đã bị cậu cướp mất rồi, chỉ còn lại những quả cà xấu xí, làm sao có thể xứng với mình được chứ? Đúng là như bà Vương bán dưa hấu, tự bán tự khen. Kiều thần à, Kiều thần, có lẽ khi cô già đi, vẫn chưa đẹp bằng bà Vương đâu. Đẹp hơn cô là được rồi. Cô cũng không nhìn xem bộ đồ cô đang mặc, giống như con gà trống trên sân ga. Cô, đồ chết tiệt. Cô ta biết mấy món võ mèo cào, không thể đấu với cô ta. Em Kiều, mặc dù chúng ta không có quan hệ gì, nhưng cũng có thể khuyên em vài lời. Chị gái nói với em này, kết bạn cũng phải chọn cho kỹ. Hãy nhìn tôi và Tuyết Tình. Phải có nhan sắc, phải có địa vị, phải có vị thế. Không giống như con nhà quê nào đó, chỉ giỏi chân tay. Con nhà quê. Các người có biết, Kiều thần, suýt thì lỡ lời. Cô thì có địa vị gì? Hứa ra các người thì là cái thá gì? Chiếm đoạt tài sản của Khương gia, mặt dày giả làm người thượng lưu. Cút đi, ôi! Đúng là vật họp theo bầy. Những người thô lỗ và thấp kém, cũng sẽ thu hút những người thô lỗ và thấp kém. Tử Quỳnh, chúng ta đi. Các người cứ đợi đó. Tiểu Yên Yên, chúng ta lên đó vui vẻ đi. Aida, mình không đi đâu. Sư phụ của mình chỉ dạy nhảy disco của người cao tuổi, không thể để cậu mất mặt được. Cậu đi đi, vậy mình đi đây. Em gái, một mình sao? Đi cùng anh uống một chén. Đi cùng anh uống một chén. Đây là muốn ép tôi uống, để xem anh muốn làm gì. Được. Thậm chí còn thêm xoài. Người biết mình dị ứng với xoài chỉ có mấy người thôi. Em gái, tử lượng tốt đấy. Thêm một chén nữa. Em gái, sao vậy? Uống say rồi. Tầng trên quán bar có phòng riêng, anh đưa em đi nghỉ ngơi. Nam nữ thụ thụ bất thân, tránh xa tôi ra. Bây giờ phân biệt nam nữ cái gì nữa, anh sẽ khiến em hạnh phúc. Nói đi. Là ai? Bảo anh thêm xoài vào rượu. Cô không phải dị ứng với nó sao? Dị ứng? Đó là tôi trước khi 3 tuổi. Bây giờ rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho anh làm như vậy? Không có ai ra lệnh. Chỉ vì tôi ham muốn vẻ đẹp của cô mà thôi. Không có ai ra lệnh. Vậy thử đoán xem, khi cây kim này thấm vào, liệu có đau không? Cô không biết tôi đang là ai trong giới à? Cô dám? Á, không được. Là chị gái tốt của cô, là Hứa đại tiểu thư. Cô ấy đã bắt chúng tôi hại cô, rồi gọi phóng viên đến, chụp ảnh cô, biến cô thành đối tượng bị khinh bỉ trên toàn thế giới. Hứa Tử Quỳnh. Cô ta thực sự giống hệt với ba của cô ta. Xảo quyệt đến tận cùng. Đến đây, lấy điện thoại của anh, gửi tin nhắn cho cô ta. Hãy nói với cô ta rằng tôi hiện tại đã bị anh trói lại, đang quỳ trên đất xin lỗi. Bảo cô ta đến xem. Cô, tôi không thể di chuyển. Gửi đi. Có vui không? Á, cô làm gì vậy? Thả ra, á. Muốn chạy à? Hứa Tử Quỳnh, đúng là một con rắn độc, muốn chút thuốc tôi, phá hủy thanh danh của tôi à? Yên Nhi, em là em gái của chị,
chị làm sao có thể làm việc như vậy? Là anh ta vu khống chị, muốn chia rẽ mối quan hệ giữa chúng ta. Em đừng bao giờ tin. Cô, Hứa Tử Quỳnh, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là cô đã ra lệnh cho tôi làm. Cô gái, tin tôi, những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Á. Yên Nhi, em là em gái của chị sẽ không làm việc như vậy. Á. Em gái, đừng nói những lời như vậy, làm tôi buồn nôn. Mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi, nếu dám gọi một lần nữa, tôi sẽ xé nát miệng của cô. Cô làm gì vậy Khương Nhược Yên? Nếu gặp rắc rối rồi, bà sẽ không tha cho cô đâu. Làm gì á? Để cô tự hứng chịu tội ác do mình gây ra. Á. Em gái, đi chơi với anh đi. Định làm gì đấy hả? Ôi, lại thêm một con hồ ly tinh. Mọi người hãy đến xem. Loại yêu quái này, chỉ đến quán bar để quyến rũ chồng người khác. Thật là hèn hạ, im miệng. Rõ ràng là chồng cô muốn lợi dụng tôi. Không thấy anh ta vừa mới sấn qua đây à? Ồ, xinh đẹp liền bị nói là quyến rũ đàn ông sao? Vậy thì đồ xấu xí như cô, sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị đấy. Đúng là anh đây là đang cho cô mặt mũi đấy. Chẳng phải chỉ mời cô nhảy một bài thôi sao? Cậu lại tát tôi một cái. Còn dám đánh vợ tôi, xem tôi xử cô thế nào. Dám chạm vào cô ấy một lần nữa, bà đây sẽ tháo cánh tay của mày xuống. Các anh em, hai con danh này có lẽ không biết đây là lãnh thổ của ai. Đánh chúng nó. Tứ thiếu gia, toang rồi toang rồi. Hai người phụ nữ kia trông giống như chị dâu và còn tiểu thư Kiều gia. Tôi nói vừa mới về nhà sao lại không thấy Khương Nhược Yên đâu, hóa ra là ở đây. Vãi trưởng, có người bắt nạt chị dâu, Tứ thiếu mau đi giúp đỡ. Đứng lại, bớt lo chuyện bao đồng đi. Sao lại nói là chuyện bao đồng? Người đó là vợ của anh đấy. Cậu đã quên cái hôm ở thiên đàng trần gian cô ấy đã đánh cho người ta nằm la liệt dưới đất à? Tôi, chị dâu trong chục năm ở ẩn, có gặp phải đã gặp thiên cơ không? Tài năng này thật sự là quá xuất sắc. Tiểu Kiều uống thêm một chén. Khương Nhược Yên, chồng ơi, sao anh lại đến đây? Muốn ôm. Sao lại uống nhiều rượu thế? Đi thôi, về nhà. Không có, em không uống nhiều. Uống thêm một chén với em đi. Đến đây, thông báo cho Kiều gia, đưa Kiều thần về. Đừng lo, anh hãy chăm sóc chị dâu đi. Kiều thần nói, anh là người đẹp trai nhất ở Hoa Đô. Gương mặt đẹp trai như vậy, đến đây để chị hôn một cái nào. Này này, Khương Nhược Yên, sao lại uống nhiều rượu thế? Chúng ta không phải là vợ chồng sao? Anh cũng không cho em hôn một cái. Keo kiệt, người phụ nữ xấu xa này, khi tôi muốn hôn, em đã đâm tôi bằng kim đấy. Giờ em muốn hôn tôi phải phục tùng chắc, không phải. Chúng ta là hôn nhân giả. Vậy, đến lúc nào đó chắc chắn sẽ ly hôn. Nếu như anh gặp cô gái mà anh thích, nhưng anh lại mất trinh rồi. Người ta sẽ khinh thường anh đấy. Em đều làm vì anh. Anh hiểu không? Ly hôn, em đừng có mơ. Chuyện gì vậy? Tối qua mình bị đánh rồi à? Thôi xong rồi, kiềm chế được cái trên, nhưng lại không kiềm chế được cái dưới. Rượu đúng là không thể uống mưa. Ba mẹ phải giúp con. Con gái, con có chuyện gì vậy? Quỳnh Nhi, có ai bắt nạt con sao? Là Khương Nhược Yên.
À, ba, con muốn băm cô ta thành trăm mảnh. Nghiệt chướng, tàn nhẫn độc ác, vô pháp vô thiên. Quỳnh Nhi, chờ đấy. Ba sẽ xử cô ta thay con. Ba. Đừng chụp nữa, cả đám tránh xa tôi ra. Tránh ra. Ba mẹ, mọi người đến nhà họ Hứa chúng tôi có chuyện gì vậy? Chủ tịch Hứa, ông xem đi. Chồng ơi, anh không sao chứ? Ba. Đừng nhìn nữa. Các người muốn làm gì? Hứa phu nhân, đừng nóng vội như vậy. Chúng tôi đã tìm đến đây điều đó chứng tỏ. Chúng tôi là vì lợi ích của các vị. Nói đi. Các người muốn bao nhiêu tiền? Mỗi người 5 tỷ. Cậu thật dám mở miệng. Chủ tịch Hứa, quý công ty hiện tại đang ở đầu sóng ngọn gió. Những bức ảnh này được phát tán, giá cổ phiếu của công ty quý có thể sẽ đọc số tài khoản cho tôi. Chỉ một lần. Nếu chuyện này bị tiết lộ, đừng trách tôi không khoan nhượng. Mẹ. Con gái yêu. Chồng ơi, anh đi đâu vậy? Ba. Khương Nhược Yên, mày làm như vậy với chị gái ruột của mày, còn nhờ phóng viên chụp ảnh, mày thật độc ác. Tôi độc ác à? Chẳng phải vì thừa kế, gen di truyền tốt của ông sao? Ông đã ép mẹ tôi nhảy xuống biển như thế nào, lại ném tôi vào núi hoang như thế nào ông còn nhớ không? Mày nói bậy cái gì vậy? Mẹ mày quá đau lòng, tự nhảy xuống biển, mày cũng vậy. Là tự mày đi vào rừng, mẹ tôi quá đau lòng mới nhảy xuống biển sao? Không sai, nhưng là vì biết được mối quan hệ bất chính của ông với Tảo Tú Linh nên mới nhảy. Hứa Trấn Thành, giữa chúng ta có mối thù không thể giảng hòa. Tôi sẽ từng bước đẩy ông rơi vào vực sâu. Tội nghiệt, hôm nay tao không phải đến để nói chuyện xưa cũ với mày, tao đến để đòi lại công bằng cho Tử Huỳnh. Đòi công bằng? Cô ta chỉ đang chịu tội ác do chính cô ta gây ra thôi. Hứa Trấn Thành, tôi vẫn còn một điều không rõ. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, tôi cuối cùng có phải là con ruột của ông không? Tôi cuối cùng có phải là con ruột của ông không? Đương nhiên là vậy. Nhưng họ của mày là Khương, đối với tao mày chỉ là người ngoài, không thể sánh bằng Tử Huỳnh. Được, tôi hiểu rồi. Từ khi tôi 3 tuổi, ông đã bỏ tôi ở núi hoang. Từ lúc đó, chúng ta không còn tình cha con nữa. Ông đi đi, tôi không muốn thấy ông nữa. Những nhà báo đó đã tống tiền tao 25 tỷ, tất cả đều vì mày. Vì vậy, mày phải trả số tiền đó. Nếu không, tao sẽ báo cảnh sát. Báo đi, ông mà không báo thì tôi khinh. Người đàn ông đó và nhà báo đều là con gái yêu quý của ông gọi đến. Tôi muốn xem cảnh sát đến sẽ bắt tôi hay là bắt cô ta. Vậy là mày không trả tiền đúng không? Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi chưa hỏi ông về tiền bồi thường tổn thất tinh thần đấy. Hôm nay tao phải trừng phạt mày một cách nghiêm khắc. Ông cũng xứng à? Làm sao? Chẳng lẽ mày đại nghịch bất đạo, định đánh cả cha ruột của mày? Tất cả lên hết cho tôi, đè nó xuống và trói chặt lại. Hôm nay tôi phải dạy dỗ đứa con gái nghịch tử này. Lên, tôi muốn xem ai dám động. Cảnh vọng. Cảnh vọng à? Đây là chuyện nhỏ trong gia đình thôi mà. Hứa Trấn Thành, tôi với ông không có quan hệ huyết thống, dù có tôi có bẻ gãy cổ ông cũng không phải quá đáng. Cảnh vọng, mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng tôi là bố vợ của cậu, vẫn là trưởng bối. Nếu cậu làm gì tôi, chắc chắn sẽ bị cả xã hội này lên án. Im miệng. Ông không phải là bố vợ của tôi, ông chỉ là một kẻ hèn hạ thôi. Tôi nói cho ông biết, nếu dám động vào một sợi tóc của vợ tôi, bất kể ai, tôi cũng sẽ không tha. Cảnh vọng, xin hãy tha cho tôi. Xin lỗi vợ tôi mau, xin lỗi. Xin lỗi ai? Thái độ gì đấy hả? Nhược Yên, ba xin lỗi con. Ba sẽ bồi thường cho con hãy nhanh chóng bảo Cảnh Vọng buông tay. Hứa Trấn Thành, nếu ông dám quấy rối vợ tôi lần nữa, tôi sẽ đuổi Hứa gia ra khỏi Hoa Đô. Mang theo người của ông và biến đi. Được được. Sao nào, cô ăn xong rồi liền muốn xách váy bỏ chạy à? Cô ăn xong rồi liền muốn xách váy bỏ chạy à? Cô nên giải thích cho tôi một chút nhỉ? Giải thích cái gì vậy? Anh nói cái gì vậy? Tôi không biết. Tôi không có nhớ. Tôi đã ăn của anh cái gì đâu?
tối qua tôi đã ngủ trên giường của mình. Khi cô thức dậy, cô không thấy có ai đó bên cạnh mình sao? Không có. Tôi rất vội đi làm, nên tôi rửa mặt xong rồi đi, đi ăn sáng. Ăn xong, tôi đến làm việc ngay, đừng nói linh tinh. Cô không hề ăn sáng, mày chẳng bao giờ. Vậy là tôi nhớ nhầm rồi, anh nghĩ đi. Tôi thậm chí không nhớ là tôi đã ăn sáng hay chưa, tôi chỉ lật chăn lên và dậy, làm sao mà tôi nhớ được trên giường tôi có một người nữa, phải không? Ngoài ra, anh đến phòng tôi làm gì vậy? Anh có muốn lợi dụng tôi phải không? Cô gái xấu tính này làm rồi mà vẫn không thừa nhận. Hay là tôi kể lại cho cô nghe chuyện đã xảy ra tối qua nhé? Không cần. Được rồi, nếu cô quá mệt, hãy nghỉ ngơi sớm và về nhà đi, tôi đi làm trước nhé. Tôi không mệt. Chỉ là giả vờ thôi. Xin chào, cô có phải là cô Khương Nhược Yên không? Đồ ăn cô đặt đã đến rồi, cảm ơn. Người này nhìn có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, còn khó gần nữa, nhưng với mình vẫn khá là chu đáo. Alo sư huynh, sư muội, anh vừa nhận cuộc gọi từ giám đốc Trung, Hứa Trấn Thành đồng ý vay thế chấp rồi. Cá cắn câu nhanh quá. Hứa gia đang gặp khó khăn, Hứa Trấn Thành lại tham lam như vậy, đương nhiên sẽ bị mắc bẫy. Bảo bối, sau giai đoạn này, anh sẽ dành thời gian cho em. Chủ tịch, không gõ cửa à? Không ổn rồi chủ tịch, khu đất mới phát triển ở phía nam thành phố, con đường cần đi qua là của công ty Hồng Hư. Người của Hồng Hư hoàn toàn không cho chúng ta vào, việc này khiến chúng ta trễ một ngày, tiền đầu tư coi như mất trắng. Sao lại như vậy? Sư muội, đã đến lúc thu lưới rồi. Vào đi. Lão đại, Tạ tổng, nghe lén trong vài tháng qua, tôi đã thu thập đủ bằng chứng, đều nộp cho cơ quan điều tra rồi, làm tốt lắm. Nói đi, Tạ tổng, Hứa tổng của tập đoàn Hứa Thị muốn gặp. Để anh ta vào. Tạ tổng, vào đi. Tạ tổng, tôi xin lỗi vì đã đến làm phiền. Hứa tổng là người bận rộn, ông đích thân đến đây, có chuyện gì vậy không? Tạ tổng, hôm nay tôi đặc biệt đến thăm anh. Nghe nói anh thích sưu tập tranh. Tôi đã chọn bức tranh này để tặng cho anh. Trước đây, nếu lời nói của tôi có điều gì làm anh không vui, thì xin anh bỏ qua cho tôi. Chuyện khu đất ở Nam Thanh, anh có thể tạo điều kiện cho tôi không? Hứa tổng, ông thật là thú vị. Chỉ một bức tranh, liền muốn tôi tạo điều kiện cho ông à? Tạ tổng, nếu anh không cho phép đoàn xe của tôi đi qua, thì những khoản đầu tư trước đây của tôi sẽ bị mất hết. Thiệt hại này quá lớn. Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi, ai? Tôi đã không có lối thoát rồi. Tạ tổng, tôi đã cầu xin anh. Xin anh tha thứ cho tôi. Nếu tôi không tha thứ thì sao? Tạ tổng, không biết tôi trước đây đã đắc tội gì anh. Xin anh nói ra, để tôi biết sai mà sửa. Trở nên khôn phép hơn. Hứa Trấn Thành. Khương Nhược Yên, sao mày lại ở đây? Sao mày lại ở đây? Tại sao tôi không thể ở đây? Tôi hiểu rồi. Hai người là một bọn. Bây giờ biết rồi, thì cũng quá muộn. Trên địa bàn của tôi, chưa đến lượt ông nổi giận, Hứa Trấn Thành trốn thuế nhiều năm như vậy. Ông cũng nên trả nợ của mẹ tôi, họ Hứa cũng đến lúc suy vong rồi. Chỉ dựa vào mày. Đúng chuyện cười. Nói, chủ tịch, không tốt rồi, việc chúng ta sử dụng thép kém chất lượng đã bị phát hiện, tất cả các tòa nhà đều bị phong tỏa, cái gì vậy? Tất cả đều do mày làm đúng không? Đúng vậy, thì sao? Mày, à đúng rồi. Còn một việc, tôi nghĩ, ông cũng sẽ rất quan tâm, trưởng phòng Trung, cũng là người của tôi. Tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Hứa Thị, Hứa Trấn Thành trốn thuế, vụ việc cắt giảm chất lượng vật liệu, bằng chứng rõ ràng, cơ quan chức năng đã điều tra, Hứa Trấn Thành bị bắt giữ, tập đoàn Hứa Thị và tài sản cá nhân của Hứa Trấn Thành được ngân hàng thu hồi,
Tập đoàn Từ Thị tuyên bố phá sản. Theo nguồn thông tin tin cậy tiết lộ, ngân hàng là một công ty thuộc tập đoàn Hồng Hư. Người đứng đầu tập đoàn Hồng Hư chính là con gái của chủ tịch tiền nhiệm Khương Nhược Yên. Tập đoàn Từ Thị đổi tên, 3 ngày sau, tập đoàn Khương Thị sẽ tổ chức lễ khai trương tại khách sạn Đế Hào. Tập đoàn Khương Thị mời các danh nhân thương giới Hoa Đô đến tham dự, không ngờ vợ anh lại là người của tập đoàn Hồng Hư. Còn nhiều chuyện mà anh không ngờ tới đâu. Vợ à, em không được làm cha nữa đâu. Nếu em bỏ rơi anh, sau này anh đi đâu tìm một người phụ nữ tài năng như em đây? Nếu em ngoan ngoãn, chị đây sẽ thu nhận em. Anh không tin, trừ khi em sinh cho anh một đứa con. Chiến Cảnh Vọng, đừng có được voi đòi tiền nữa. Vẫn là để anh tiến một bước đi. Alo sư huynh. Alo sư huynh, sư muội, gặp mặt lúc 6 giờ, được, 6 giờ tối nay, không gặp không về. Sư huynh, mặc dù trước đó hai người đã gặp mặt rồi, nhưng hôm nay em vẫn muốn chính thức giới thiệu, đây là Chiến Cảnh Vọng, đây sư huynh của em, Tạ Đình Trần. Chào sư huynh, chào cậu, nghe danh Chiến gia tứ thiếu từ lâu. Sư huynh khách khí quá, gọi tôi Cảnh Vọng là được. Cái này. À, còn cái này nữa. Anh gọi vài món em thích anh, cậu xem có cần thêm gì không? Vậy là đủ rồi sư huynh. Món mà vợ tôi thích ăn, tôi cũng thích. Hãy ăn tôm này đi. Cảm ơn sư huynh. Nào vợ, há miệng. Sư huynh, tôi kính anh một ly. Sư muội, cảm ơn sư huynh, nhưng hiện tại em đã lấy chồng rồi. Không nên làm phiền đến anh nữa, để chồng em làm đi. Nhà đầu này cũng biết điều đấy. Đúng lúc lười bóc tôm. Cảm ơn anh nhé. À, uống rượu, uống rượu. Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, tiểu sư muội là một tay tôi nuôi lớn. Cuộc đời của con bé chính là cuộc đời của tôi. Cậu, nếu để con bé chịu một chút tổn thương nào, tôi sẽ đưa con bé đi ngay lập tức. Nếu cậu dám làm dụng một sợi tóc của con bé, tôi sẽ chặt tay của cậu. Cuộc đời của ai cơ? Đó là cuộc đời của tôi. Nếu anh đưa cô ấy đi, tôi sẽ truy nã anh trên toàn thế giới. Còn muốn chặt tay tôi, tôi sợ anh sẽ có cuộc sống không được yên ổn đâu. Được. Vậy thì, nếu cậu đã nói như vậy rồi, vậy thì không bằng tôi sẽ xử cậu ngay bây giờ, và sau đó đưa sư muội đi. Được. Anh đến đây. Ừ. Làm gì vậy? Sau này hai người nếu còn như vậy nữa, thì đừng ra ngoài ăn cơm với em. Sư muội, Kiều Kiều, phiền cậu giúp mình đưa sư huynh về nhà. Đừng lo, yên yên, mình sẽ chăm sóc tốt sư huynh. Anh, đi về nhà với em, tuân lệnh. Em cõng anh đi, anh không đi nổi. Củ cải trắng mà tôi nuôi lớn bị con thỏ Chiến Cảnh Vọng nhổ đi mất rồi. Con thỏ thối. Cậu buông sư muội của tôi ra. Sư huynh về nhà nghỉ ngơi đi. Từ nhỏ em đã nổi loạn, nhưng chỉ cần em vui, dù em làm gì, sư huynh luôn ủng hộ em. Đứng sau em luôn có 7 vị sư phụ và sư huynh. Dù trời sập xuống, cũng có người chống cho em. Sau này nếu em bị tổn thương, hãy nói với sư huynh, anh dù có hy sinh cả mạng sống cũng sẽ bảo vệ em cẩn thận. Em biết mà. Cảm ơn sư huynh. Đừng chạm vào vợ tôi. Đừng làm ồn, lái xe đi ạ. Trước đây vào thời điểm này,
Sư muội luôn đi cùng tôi. Nhưng sau này cô ấy sẽ đi cùng con thỏ đó. Tiêu Thần, tôi cảm thấy rất khó chịu. Củ cải tôi chăm sóc bị con thỏ đó đem đi cả chậu. Chiến gia Tứ Thiếu sẽ đối xử tốt với Tiểu Yên Yên. Về đi. Khi em 3 tuổi, mẹ nhảy xuống biển, ba em ném em vào rừng. Là sư huynh của em, còn có 7 vị sư phụ nuôi em lớn. Họ chính là người thân duy nhất của em. Vợ, anh thề, anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời, không bao giờ trở thành cha nam. Alo Cảnh Vọng. Được, anh hãy đón khách trước, tài xế đang đến đón em. Cứu mạng, cứu mạng. Thả cô ấy ra, cô là ai, đừng xen vào chuyện của người khác. A, à, cô ổn chứ? Tỉnh rồi à? Hương Nhược Yên, cô không phải biết một chút võ công sao? Đứng lên đánh tôi đi. Cô vẫn không thoát khỏi tay tôi. Đừng lãng phí sức lực nữa. Tôi biết cô có một chút võ công. Vì vậy, tôi buộc dây này rất chặt. Rất chặt đấy. Hương Nhược Yên, không ngờ đúng không? Cô cũng có ngày rơi vào tay tôi. Cô nói đi, nếu tôi rạch lên mặt một đường, Cảnh Vọng có còn yêu cô không? Tử Quỳnh, đừng lãng phí thời gian với cô ta đã làm tổn thương chúng ta như vậy. Bây giờ, hãy xử cô ta ngay, mẹ ơi, như vậy thì quá dễ dàng cho cô ta. Con sẽ chơi từ từ. Hãy để cô ta trải nghiệm một chút, đau đến không muốn sống. Đau thấu tâm can là như thế nào? Alo. Tôi ở trong kho ở phía đông thành phố. Đến ngay đi, có quà gửi đến cho anh. Tứ Thiếu gia, phu nhân không chỉ xinh đẹp, mà còn là tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Hư. Đúng là vừa xinh đẹp vừa tài năng. Tứ Thiếu, đáng lẽ chị dâu phải đến rồi chứ? Alo, Chiến Tổng, tôi chưa đón được Thiếu phu nhân. Tứ Thiếu, chị dâu không có chuyện gì phải không? Rốt cuộc cô muốn làm gì, tôi sẽ làm gì á? Hương Nhược Yên, tất cả đều nhờ vào cô, tất cả đều do cô gây ra. Anh ta bị bệnh HIV. Tôi đã gọi điện cho anh ta rồi. Tôi sẽ cho cô nếm thử nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Nhưng mà bây giờ tôi muốn chơi một chút. Alo, Hương Nhược Yên, em đang ở đâu? Anh Cảnh Vọng, ngạc nhiên không? Là em, cô muốn làm gì? Anh thà chọn Hương Nhược Yên chứ không chọn em. Em muốn xem, tình cảm của anh và cô ta sâu đậm đến đâu. Trong vòng 15 phút, đến kho ở phía đông thành phố, đừng bao giờ báo cảnh sát đấy. Được. Nhưng vị trí của cô rất xa. Tôi đi từ đây, ít nhất cũng phải 20 phút, 15 phút, thiếu 1 phút cũng không được. Nếu không, tôi sẽ tìm người đến chăm sóc cô ta. Tôi cảnh báo cô, đừng chạm vào cô ấy. Tôi sẽ đến ngay. Tứ Thiếu, bình tĩnh. Tu Diệp, tôi đi ra ngoài một chút, vấn đề này, đừng nói cho người khác biết, tôi sẽ quay lại ngay, và cả vợ tôi nữa. Cô muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi. Im miệng. Tôi muốn xem.
dưới làn danh sinh tử anh ấy sẽ chọn cô hay chọn bản thân mình? Mẹ, đưa con dao. Cô không phải rất giỏi sao? Cầu xin tôi đi. Nếu cầu xin tôi sẽ tha cho cô. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng. Nhìn cái gì mà nhìn con nhà quê? Đừng nhìn nữa. Sao vẫn chưa đến, anh đầu chọc? Quà của cô đã đến. Ha ha ha. Cút đi. Khương Nhược Yên, cô không phải rất giỏi sao? Sao vậy? Cũng có lúc sợ hãi à? Anh đầu chọc, lên đi. Đừng chạm vào tôi. Anh không phải chỉ muốn tiền sao? Tôi sẽ cho anh tiền để điều trị bệnh, cần bao nhiêu tôi cũng cho. Đừng chạm vào tôi. Anh không phải muốn tiền sao? Tôi sẽ cho anh tiền để điều trị bệnh, cần bao nhiêu tôi cũng cho. Đừng chạm vào tôi. Tiền? Tôi không cần. Còn nghĩ, lần trước tôi để cô trốn, lần này xem cô chạy đến đâu. Anh trai, bạn hãy giúp tôi trước. Hãy tháo dây trên người tôi ra, đau quá. Đừng. Đừng di chuyển. Rác rưởi. Tôi đã nói với là không được cởi rồi. Giữa anh lại còn có ích gì? Cô muốn làm gì? Đi chết đi. Hứa Tử Quỳnh, cô đã điên rồi à? Điên rồi. Tôi điên là do cô gây ra. Tôi không sống tốt. Không ai được sống tốt. Kịch hay. Sắp bắt đầu rồi. Vợ tôi, Khương Nhược Yên đâu rồi? Vội làm gì? Người không phải ở trong đó sao? Đừng lo. Cô ấy vẫn ổn. Tôi cảnh cáo anh. Đừng giở trò, theo tôi vào. Nhìn gì mà nhìn? Tôi hỏi lại lần cuối. Cô ấy ở đâu? Anh cảnh mộng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em chờ anh chờ đến mức phát điên rồi. Cô ấy đâu rồi? Anh cảnh mộng, đừng vội. Theo em vào đi. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Đánh cho tôi. Anh cảnh mộng thực sự rất giỏi đấy. Vậy sẽ cho anh xem tài nghệ của em. Dừng lại. Anh cảnh mộng, chúng ta đánh một trận đi. Anh nghĩ nếu em đánh cú này, đầu óc của Khương Nhược Yên có thể nở hoa không? Đừng mà đừng. Anh cảnh vọng, đừng trách em không cho anh cơ hội. Nếu anh phản công hoặc tránh một cú đánh, tất cả đều tính vào đầu cô ta. Cô dám? Em có gì mà không dám? Anh cảnh vọng, em sẽ cho anh hai lựa chọn. Một là anh đi, em sẽ đánh vỡ đầu cô ta. Hai là anh quỳ xuống cầu xin em sẽ tha thứ cho cô ta. Anh sẽ chịu hình phạt thay cô ta. Hứa Tử Quỳnh, dừng lại. Để Khương Nhược Yên đi, tôi sẽ ở lại. Chiến cảnh vọng, anh đi đi. Đừng quan tâm đến em. Anh phải sống sót ra ngoài. Cảnh vọng, đừng mà chiến cảnh vọng. Đừng đánh nữa, đừng. Anh cảnh vọng, Khương Nhược Yên có gì tốt đẹp? Em đã yêu bạn suốt bao nhiêu năm, anh không chịu nhìn em một cái. Tại sao, tại sao? Đánh cho tôi. Đừng, đừng. Đừng đánh nữa. Hứa Tử Quỳnh, cô có gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng đánh nữa, thật là một đôi phu thê ân ái. Tôi suýt bị cảm động bởi các người rồi. Đánh.
Đừng. Chiến cảnh mộng. Anh chiến cảnh mộng. Muốn nói chuyện với em sao? Anh muốn nói gì vậy? Thả. Thả cô ấy đi. Anh cảnh mộng. Anh vì Khương Nhược Yên, ngay cả mạng sống cũng không cần nữa à? Thả cô ấy đi. Không thể nào. Những thứ em không thể có được. Thả phá hủy còn hơn. Các người yêu nhau lắm đúng không? Vậy thì cùng nhau đi gặp Diêm Vương đi. Mẹ, đâm cô ta đi. Mẹ ơi! Khương Nhược Yên! Cùng tôi! Bồi táng đi! Sư huynh, có anh đây! Sư muội! Chiến cảnh mộng! Nhiều xương gãy khắp cơ thể, chảy máu trong, không thể di chuyển ngay lập tức. Tại sao? Chiến cảnh mộng, tại sao anh lại ngốc đến thế? Tại sao? Em sẽ giúp anh phong ấn kinh mạch, anh đợi em. Sư huynh, anh đưa cô ấy ra ngoài trước đi, xin anh đấy. Được. Chiến cảnh mộng, chúng ta phải đi cùng nhau. Em sẽ cho anh biết một tin vui. Em mang thai rồi. Anh sắp làm ba rồi, đứa bé không thể thiếu bà được. Sư muội, hãy nghe anh. Tình hình ở đây rất nguy hiểm, lửa quá lớn. Nếu không ra ngoài ngay thì tất cả chúng ta đều không thể ra. Anh sẽ ra sau, anh hứa sẽ trả lại cho em một cảnh vọng còn sống. Đừng, anh đang lừa em. Chờ tôi. Tiểu Yên Yên, cuối cùng cậu đã tỉnh rồi. Cảnh vọng ở đâu? Cảnh vọng ở đâu? Sư huynh đã hứa với mình. Tiểu Yên Yên, đừng nóng vội. Cảnh vọng, anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy ở đâu? Dẫn mình đi gặp anh ấy. Tiểu Yên Yên, cậu tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. Dẫn mình đi gặp anh ấy. Nhược Yên, con có thai rồi. Sao không nghỉ ngơi cho tốt? Mẹ ơi, anh ấy sao rồi? Cảnh vọng, vẫn đang cấp cứu. Bác sĩ nói một số xương sườn đã đâm vào phổi. Bác sĩ vừa mới ra quyết định nguy hiểm cho bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Trừ khi tìm được thần y Miêu Ảnh, nếu không, Tứ thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm. Bác sĩ, để tôi vào. Thiếu phu nhân, bây giờ không phải lúc đùa. Bây giờ cô vào, dễ bị nhiễm trùng. Tôi chính là Miêu Ảnh. Để tôi vào. Sư muội. Đã nhìn đủ chưa? Vợ anh đẹp như vậy, nhìn cả đời cũng không đủ. Ăn đi. Ăn mà vẫn nói nhiều thế. Vợ, bây giờ anh là một bệnh nhân, em có cần phải thô lỗ như vậy không? Anh đoán xem, nếu em đăng video anh trong cái bộ dạng này lên mạng, liệu em có trở nên nổi tiếng sau một đêm không nhỉ? Em bây giờ vẫn chưa đủ nổi tiếng sao? Người đứng đầu tập đoàn Hồng Hư, còn là thần y Miêu Ảnh. Này, mau nói cho anh biết, em còn bao nhiêu danh phận mà anh chưa biết vậy? Muốn biết à? Ừ, không nói cho anh. Vợ, dù em có bao vỏ bọc, nhưng em hãy hứa với anh, lớp vỏ chiến gia Tứ thiếu phu nhân, em phải mặc nó cả đời đấy. Tứ thiếu gia, anh nhìn bộ dạng bây giờ của anh đi, sao càng ngày càng giống thiếu nữ vậy?
thật là đáng ghét. Ăn nữa không? Chồng ơi, anh nói, chúng ta bỏ con ở nhà đánh lẻ ra ngoài chơi. Có lẽ không tốt lắm nhỉ? Không đâu, chúng chơi ở đó rất vui. Nhị sư công, ông thấy kiểu tóc cháu mới cắt cho ông thế nào, có hài lòng không? Chỉ cần bảo bối thích, ông cũng sẽ thích. Nhưng mà, tóc của ông phải mất 2 tháng mới mọc lại đấy. Còn 6 vị sư công nữa mà. Hả? Ôi trời ơi, cái lò đan của tôi. Chiến Dĩ Niệm, đúng là mẹ nào con nấy, nghịch ngợm y như mẹ nó. Ôi trời ơi, cái lò đan của tôi. Lục sư công, đây là đan con mới luyện thành, bà mau thử đi. Thử đi mà. Đan này có độc. Đừng lo, độc này là tôi hạ. Đây là thuốc độc mới do con chế tạo, con chỉ muốn thử xem hiệu quả thế nào. Thằng nhóc này, mau giải độc cho ta nhanh lên. Nhanh lên, sư muội, Khương Nhược Yên, Chiến Cảnh Vọng, mau về rước 2 tổ tông nhà mấy đứa đi đi.